rồi tôi cũng đã tới cuối cùng, nó cũng vất vờ kiếm được miếng cơm, và nó muốn dùng tiền để mua cho mình chút tiếng thơm. Nhưng đời vốn công bằng, hãy có vay thì có trả, thật là thật, giả là giả, Phật là Phật, ba là ma. Con bé làm sao? Thu thì phải đóng thôi chứ sao. Coi thử coi có thiếu không rồi. Nè, tiền hồi sáng em mới trả nợ cho tao đó. Xứng đáng làm bạn tao. À, đóng quần què, đóng hoài vậy. Thấy nào cũng đóng hết trơn. Chắc nó ăn giọng hết trơn. Chứ gì nữa. Ê, còn thuê vệ sĩ theo giữ tiền không? Chứ tao thấy mày giữ tiền tao hơi lo à. Mày không còn giữ tiền giùm tao đâu. Mày giữ mồm giữ miệng mày á. Mấy cái dòng mà nhiều chuyện vậy, dễ bị đánh á. Thì tao lo cho mày thôi. Đầu năm bầu thủ quỷ, không ai làm á nữa. Tao nai lưng ra làm á, nói này nói nọ. Thì kệ tụi nó, mày không có thì thôi. Cái đống tiền quỷ này hả, tao mà xài đồng nào tao xui liền. Ê, nhỏ kia, chơi đàng hoàng nha mày. Mày đập phương máy tao sao? Ông này nay đổi máy cái gì trời? Tiền quỹ lớp thiệt hả? Ba nó là ma mày. Gì? Ma men á. Bộ tụi bay không biết ba nó nổi tiếng nghiện rượu hả? Trời ơi, ghê vậy. Vậy mà tao nói tao làm vệ sĩ cho, không chịu. Mày liếm gì? Mày lo mày đi kiếm tiền đợi tụi tao đi. Trời ơi, thôi, tiền đâu nó đền. Thì giờ không có tiền nó cũng phải tự kiếm cách chứ. Đúng rồi, chứ không bây giờ là quỹ lớp bộ mất rồi nên mày đợi. Đợi đi, đợi đi, đợi đi. Đợi đi, đợi đi. Có chuyện gì mà tập 5 tập 7 gì mấy đứa? À thầy ơi, bạn thủ quỷ vẫn làm mất quỷ lớp à thầy. Anh, chuyện này là sao hả em? Bác em bị gì vậy? Ồ, nói nè anh. Hôm qua ba em xỉn, xong rồi ba em đánh em rồi ba em mở cặp ra lấy hết tiền của nó. Trời, thôi được rồi, cả lớp chuẩn bị tiết học mới đi. Thành, cho tài số điện thoại của ba em với địa chỉ nhà luôn. Đích thân thầy sẽ tới đòi lại tiền cho lớp. Thôi đi học,
Họ vô lớp à. Quá thiệt. Nghèo. Mỗi lần đóng tiền học chạy tiền thấy mẹ luôn. Mẹ đặt tài lanh làm thú quỷ giữ tiền người ta. Giờ mất thì sao vậy? Ai muốn đâu trời, bị ép mà. Ủa, ông em bày sao ông ép học sinh khác đi? Ép học sinh cũng phải nhìn mặt phụ huynh chứ. Là ý ông thấy gia đình mình đạo đức cho nên ông mới cho mày giữ tiền á hả? Ông phải đạo đức. Ông có thường á. Ủa làm gì khinh thường tao? Ông quên. Ông xin lỗi, không khinh thường. Người ta khi dễ thôi. Khi dễ làm sao vậy? Ê ông tới kìa. Ma cái thằng thầy vậy đó hả? Biểu ơi, mày khi dễ tao nghèo hả? Mày đứng lại. Không nghe đâu tao chạy luôn nè. Mày đứng lại, đứng im. Ba ơi, bỏ đi mà ba ơi. Tội thay. Thôi. Tranh tình là báo vật nhà vua nuôi, ai giết sẽ bị tội lớn. Em mau trốn đi, mọi việc ở đây cứ để anh và mẹ lo. Đúng là cổ tích. Đi nhanh kẻo lính. Mấy thằng ngu rồi toàn gặp may, mấy thằng hay toàn gặp nạn. Hay cái gì mà hay? Đùa thầy phản bạn với Lý Thông mà hay cái gì? Xấu hay. Không hay là chết từ đầu phim rồi. Ủa chứ bộ đẻ ra có sở sức mạnh như thằng Thạch Xanh đó là hay à. Thời buổi bây giờ là sống bằng cái đầu nè, chứ không phải bằng sức trâu đâu. Xanh hơn thôi. Mẹ có biết tại sao Thạch Xanh nó hơn không? Vì sao? Tại anh ta sống tốt đó má. Thế tao với mày sống tệ. Cứng họng chứ gì. Rồi tao đi nấu cơm đây, ông bà sắp về. Ê mày. Cái gì? Mà tao thấy tụi mình sống cũng hơi tệ lắm á. Nghĩ má. Tao nói thiệt, không mấy kêu hai bà nghĩ làm gái đi mày. Mẹ tay mẹ mày á. Nghĩ làm gái lấy gì sống. Mà nghề chọn người, chứ người ai chọn làm gái mà. Thì đi làm cái khác. Cái vấn đề nằm ở chỗ đó đó. Hai bà không muốn làm cái khác. Mình sống không có tệ, mình sống đúng với số phận của mình thôi. Nặng thêm mẹ luôn. Đi về đi. Về đâu? Nay được nhiêu? Tiền đâu lấy ra coi. Có bao nhiêu rồi mà đếm. Nè. Má. Tạm phát giờ làm gái cũng ế nữa hả? Tiền đâu? Nhanh lên. Nè. Về đi. Nha. Về nha má. Ừ. Cái chú về. Con bé dễ thương ta. Còn này mặt sao thấy dễ ghét quá. Làm như ai ăn hết của nữa vậy. Còn nửa con cá đó hai cha con ăn đi. Má. Cái ơ cá rồi tao thấy ba ngày rồi đó. Mày nhậu nhiều vô. Rồi nhà này có cái ăn ngon. Ủa ngày nào tao không nhậu? Thì vậy mới không còn cái ăn. Ủa hai mày coi nói chuyện hiểu cái gì mà tôi không hiểu ta. Nói gì mà còn không hiểu nữa. Tao hỏi mày, mày khỏi đố lại không mày. Mở cửa. Mở cửa, mẹ mày mở cửa tao.
cái cà mới ngon nổi. Mẹ mày, có một chiêu mày xài hoài. Mày có tin tối nay tao trải chiếu ngủ trước cửa nhà mày không? Má, đéo sợ chết luôn ta. Mày có đứa con gái đang học cấp 3 đúng không? Mày, tao đếm tới 3, mày mà không bước ra, tao hứa tao cho con gái mày đi bán trình giống má nó luôn. Mày, một, hai. Nô, nô làm nghề gấp vậy em? Ông ở trong trọng á. Em trả mà. Xúc đi ra đâu. Chạy em. Tôi rớt. Con trả đâu. Tụi mày dừng lại đi. Thôi. Em không trả mà. Mày mà không trả, tao cho con gái mày vô ngành. Tôi không muốn hại ai chết hết. Tôi chỉ muốn được sống yên thôi. Sống một cách đúng nghĩa con người kìa. Chứ không phải tìm cách tồn tại qua ngày như vậy. Có đâu ai ngờ những ước mong khát khao em chờ. Ai cũng muốn làm Thạch Xanh. Thì thôi, cứ để con Thanh này làm người xấu. Chốn luôn yên an nơi suối tuôn. Biết nơi đâu là nơi em muốn vượt qua. Mẹ mua gì anh mua cho. Ê, không tới con nít là ở tù như mày. Trời, giờ mà ở tù á tao không chịu nữa. Ê, mới mọc lông tơ mà đặt ghẹo gái hả mày? Giỡn chơi xíu làm gì căng gì không vậy? Biên, cảm ơn chú. Sao không mua gì? Cô đâu rồi chú? À, bà nghĩ rồi. Em muốn mua gì nói anh bán cho. Vậy thôi, cảm ơn chú. Ủa, mua. Má, mày còn dám dán mặt tới đây ra mày. Tớ mua bằng vệ sinh được không? Mẹ, con gái gì đâu mà cái mỏ hổn dữ vậy. Ủa, mắc cười quá. Mua bằng vệ sinh đó, mua bằng vệ sinh, mắc gì hổn. Ai chung Nga? Chó Bạch Đen. Đồi hỏi. Là gì? Cái này là cái gì? Hôm trước ông lấy nguyên một cái cọc tiền quỹ lớp của tôi cả triệu bạc đó. Chứ mà mày ăn cắp xu của tao. Đó là lần đầu tiên nha. Đứa nào ăn cắp không nói vậy. Ngang vượt, cô sợ. Ngang là mày ngang đó. Bây giờ sao? Thôi. Để con trả tiền cho. Không, tao nói thiệt. Mấy lần trước tao không qua đây. Chứ dỗ có lần trước thì sao? Một lần tấy máy đó cả đôi ấy nấy đó mày. Nghe chưa?
Mày bắt đầu lấy này. Đi trước đi, tao che cho. Nhưng mà không phải ban mà lấy tiền hả? Không quá. Đi 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 đi. Nè. Nè. Bà. Nè nè nè. Quay kia. Tụi chơi đàng hoàng nè. Tập hồi bảy mai nào nè. Lê Trường Sơn. Dạ cảm ơn thầy. Nguyễn Thị Diễm My. Cảm ơn thầy. Nguyễn Thị Minh Châu. Cảm ơn thầy. Phạm Nguyễn Hoàng Khôi. Tớ ai này? Trần Thập Sương. Cả lớp cho một tràng pháo tay để tuyên dương các học sinh có thành tích tốt trong học kỳ này. Tuy nhiên, vì một số học sinh có đạo đức yếu kém làm tụt điểm thi đua của lớp. Về vấn đề này, Thạch Sơn, em biết tại sao đúng không? Bạn Sơn không biết đâu thầy, bạn Thanh mới là người biết đó thầy. Đúng rồi thầy, Thanh là người ăn cắp quỷ lớp mà. Gì nữa? Các em vào chỗ đi. Dạ. Dạ. Anh nè má, thì hôm bữa tao với mày qua tiệm game đó. Tới ở tiệm game là thấy nó rồi. Tới ở tiệm game là thấy đó má. Mày đặt lấy tiền à? Lấy tiền quý lắm. Trời ơi, nó bị ăn hết. Con người ta không trưởng thành qua thời gian, mà là qua những sự kiện. Trong tích tắc, một trang giấy bị vấy bẩn. Trong tích tắc, mọi ước mơ vỡ tan tành. Trong tích tắc, cả đời người thay đổi. Kể từ giây phút này, con Lý Thanh chắc phải trưởng thành rồi. Cái cách trưởng thành mà không ai muốn. Chị kiếm Loan hả em? Chào đây em. Ê ê ê. Chào vậy. Ê mày. Đi học không? Hùng què. Làm gì dữ vậy? Nè, mua nước cam vậy nè. Cảm ơn nha. Có gì ạ? Mày đi học đi. Đi đi. Thì giờ tao đi nè. Ê, mà mày tính không đi học lại thiệt hả? Tối ngày cứ cắm mặt ở trường gà này hoài. Tao thấy ở đây cũng có gì đâu. Trường gà tốt hơn trường học á. Ở đây hả mày? Tiền tươi thóc thiệt. Làm nào lụm người đó. Chúng mày thử lụm cái tiền bạc ở trường học coi. Tối ngày lo kiếm tiền hoài à. Mệt quá. Đi đi. Thôi, uống hết đi rồi tao đi. Tao mượn đi chơi. Đi đi. Con này điên cái gì? Ủa em gái quay lại kiếm toàn hả em? Sao mất vậy? Bạn tao không mày? Ê nhóc. Vô vô ra ra. Nó đang bị bó vậy. À.
Má xui gì chó. Tao thấy nghề đéo nào mày hơn đâu. Nói gì mày? Móc mắt mày giờ. Vừa chai. Thiệu vậy? Rẹ đi. Ngon vậy? Giờ đưa trước 5 chai, tối tròn đủ. Được không? Dạ. Em đi. Mà này của mày, mày đá ở đâu á? Tao đá, đá vô đầu mày á. Đâu? Dư mày. Mày nghĩ cái mặt thằng này mà đi đá đồ hả? Mày nghĩ thằng Hải Trần này là ai? Là ai? Em Hải Dưới hả? Dưới cái đầu mày. Trần. Trong trần tinh gấu ngựa. Hiểu không? Làm người cũng làm. Làm xúc giật vậy. Nghĩa tao xúc mày luôn bây giờ. Chừng tao đó. Đâu mày? Má nè. Qua khu tao đá đồ hả? Hả? Anh, cái điện thoại đó là anh. Nó bán cho tôi mà. Mày đá đồ chúng nó hả? Chết hả mấy nhóc? Hả? Anh co. Anh co. Tụi nó qua phá đây anh co. Về đây. Tụi mày biết ở đây là chỗ của Tà Mã không? Ê, đi đâu vậy? Gái này đi biến chó. Nghe lão. Giờ tụi mày. Dạ cái gì tôi có tay đây. Ủa? Đi học bổ túc lại đi. Mày bị điên hả? Tao thoát khỏi cái địa ngục đó, tao mừng chết. Hay quá ha. Trường học thì mày kêu địa ngục. Vì trường gà là cái gì? Thiên đường chắc. Trường gà là trường đời. Mày ghét cái gì cũng nói được hết trơn á. Ê Thanh. Ừ. Mày nhớ má mày không? Mày sao tao vậy? Không ngờ hai bạn đi lẹ thiệt luôn á. Xì đàm lẹ lắm. Tại mình nghèo nên mới lẹ thôi. Chứ có tiền dễ gì. Đó mày nói đó nha. Nên mày để yên cho tao đi kiếm tiền. Đừng kêu tao đi học nữa. Nói thiệt với mày chứ, kêu tao đi coi trường gà, làm cái số móc mọc, làm gì tao cũng làm. Chứ kêu tao đi sụp gái thì mày lễ quá. Trời, tao cũng vậy mày ơi. Ôi, má, tụi này ngon không ta? Khách kìa. Linh vậy trời. Hứa nha. Hứa gì? Không bao giờ theo nghề của hai bả. Nói thiệt nha. Mày nói tao mới nghĩ tới. Mùi đỏ này. Thiệt con ba mày. Mày nhớ không không? Thì nói chung lâu lâu thấy mấy vết thẹo mà ngày xưa cũng đánh tao á thì cũng có nhớ.
Em mà mắc cười với nhà mày. Nhờ mấy vết thẹo đó mà tao đang nhận con Trường Gà á. Người ta tưởng tao đánh lộn như lắm. Ấy qua đi chơi với anh đi. Anh bành nội mày chứ anh tao quýnh vô mỏ mày giờ. Thằng gái mà chành chó quá. Mày lớn tuổi ngay mày anh mày. Vô cái nó hối đầu bây giờ. Trời ơi, nhỏ tiếng gì cả. Ai giữ mày? Mày vô mày ơi. Duyên được không? Anh kiếm em bữa giờ. Trẻ em là giờ với Thái nhé. Em thắp nhang hả? Anh thắp chứ. Gì vậy anh Tài Mã? Mày biết sao hôm bữa Trường Dài của mình bị đám bên hình bố không? Sao? Tại mày dắt mấy thằng cô hồn các đảng vô đó. Tôi bị lừa mà. Người của Tài Mã mà để bị lừa là dở. À, mày đi cả. Người của mình bị lừa, ông bên mà còn đánh nữa. Nhỏ này ngang ngược quá ta. Làm canh Trường Gà mà để bên hình nó bố Trường Gà. Mày coi được không? Anh đéo biết. Nhưng mà đền tiền cho anh đi. Người cứ đéo. Mày đéo không? Mày đéo không? Em xin lỗi, em xin lỗi anh à. Mày có biết trong một tuần tôi cắt cổ bao nhiêu con gà em xin lỗi mà anh Tài Mã, xin lỗi, em xin lỗi mà. Ây à. Anh đéo biết. Nhưng mà trong vòng một tuần em xây sao cho đủ 200 chai để chồng cho anh. Ok. Mắc gì 200 chai? Ủa em, trong một ngày em biết đá bao nhiêu trận gạo? Rồi trong một trận em biết kiếm được bao nhiêu tiền không? Hả? Tìm đâu ra 200 chai? Không tìm ra 200 chai á thì đi hành nghề như mẹ em đi. Anh mở hàng chó. Thôi, má bị sida chết đó bà. Không có tiền bán thân thì đi bán thận đi. Alo cô Năm hả? Cô ơi, tiền đứng hôm nay có tính lãi sao cô? Bữa nay mày mà cũng mà đặt mượn tiền nữa hả? Muốn mượn nhiều? 200. Gì? Mày bị điên hả? Cho mượn 200 chừng nào lấy lại. Cho mượn 2 triệu còn được. Con điên nè.
Ai đó? Tao Thanh nè. Thanh nào? Thanh Trường Gà đó má. Sao đó Phan? Vụ gì đó? Giờ này mày còn đi đá đồ không? À, đúng là người thích thời ha. Trường Gà mới bị dẹp, kiếm người khác đổi liền. Cũng quẹo quất dở đi. Tao hỏi là mày biết đá gì có được 200 không? Cái gì? Mày nói bao nhiêu? 200 chai hả? Má, đi ăn cướp đi. Cướp hả? Ờ, đi đi, cũng được. Mẹ mày khùng hả? Đi mình đi má ai rảnh đâu đi. Sao tao đang nghiêm túc mà mày cứ giỡn hoài vậy? Ê, mà làm gì cần tới 200 chai chứ vậy? Bộ bắt nợ đường dây nóng hả? Gì? Ê Thành, tao có kèo này thơm lắm. Mày bán Thành không? Mày điên rồi. Bán Thành tao sống. Giờ tao mới thấy tầm quan trọng của chuyện đi học đó. Dạ má, còn một trái thận vẫn sống. Tao chỉ có chút xíu à. Để bán mày. Ê Thành. Tao được nhiêu? Của mày được 200 chai. Sợ chó mày. Tao biết giá nha. Đồ, dữ vậy. Rồi ok, 400. 600. Mày điên hả? Nghĩ sao có giá đó? Được thì làm, được thì dẹp. Nếu làm. Ok, 500, chốt giá. Bán nước miếng mà đòi ăn cả trăm chai. Mẹ mày có giỏi thì mày vô mày bán. Bán nửa cái mạng tao mới được vô đường dây đó. Ok, chốt 500. Ok. Chị cần gì ạ? Chị cho em bông băng thuốc đỏ với lại một vị giám đốc ạ. Chị bị nặng như vậy, sao không đi bệnh viện đi? Thuốc của chị đây ạ. Thank you.
ra đây. Hải, mày chốt tao, mày chốt nước nè. Trả tiền cho tao. Con nhỏ này, tao có cái mạng tao nè, lấy không? Mày đừng có sợ chó. Mày lừa tao đúng không? Mày làm ơn mày suy nghĩ giùm tao cái đi Thanh. Nếu như tao cầm tiền của mày rồi á, tao lết về đây làm chi? Để mà đánh tao te tua vậy hả? Nè, nhìn đi nè. Má chưa tin hả? Khỏi. Tin chưa? Chứ còn cái sẹo bự lắm, tao tính dạch cho mày coi đó. Ngu quá con ơi. Đáng ra phải lấy tiền trước rồi mới cho chụp thuốc mê chứ. Má ngu quá. Ê, tao mới vô được đường dây mới, có kèo này thơm lắm. Thơm hả? Ừ. Mày hửi mình mày vậy? 500 chai đó Thanh, nửa tỷ đó. Mà lần này á, là tao lấy tiền trước, tao làm việc trực tiếp với khách luôn, không có qua cò cái gì hết. Dễ không? Tao hết thần rồi nha. Mày còn bạn thân gì đó? Buồn què. Tao nói gì thôi. Làm hay không là do mày quyết định. Suy nghĩ đi.
con này hồi đó má nó đẻ trên cao tốc thì sao á, quay xe lẹ dữ. Ê quỷ, bữa giờ mày đi đâu vậy? Đúng rồi. Cái gì? Sao mày nọ, mày nọ ai vậy? Kệ tao đi. Mà bộ mày sao vậy? Cái tháng thôi. Mày theo tao làm chi? Thì mày đau bụng, tao qua tao ngủ với mày. Thôi kệ tao đi. Thì tao kệ mày, mà tao thích tao đi. Kéo vô hồn các đảng đến phá trường gà của tao. Giờ cặp luôn. Không có anh. Ờ, em... em với nó làm ăn với nhau. Làm ăn. Cỡ mày mà làm ăn luôn hả? Kể nghe chơi. Là kem đánh răng. Kem đánh răng? Đéo tin. Mày sai không? Tao gửi cho mấy tiếp. Tao thấy cái miệng mày hơi thúi đó thằng chó. Hỏi tới mày chưa? Thiệt mà anh. Trời ơi, nó dữ lắm á. Anh không tin anh đợi anh coi. Nói cho mày. Từ từ đi. Dân làm ăn chứ không phải bạn bè mày đâu. Kêu là có. Tới chưa? Chưa tao tới lắm rồi á. Mẹ từ từ. Ê! Gì nữa? Đi đâu à? Tới rồi kìa. Nhỏ này đi thôi. Đừng có xuống xe, mở cửa kính thôi, ở đây nguy hiểm lắm. Sau này mà có ví dụ gì á, đừng có
không quên anh nha. Chứ anh cũng thích kèm đánh răng lắm. Ê cô Hồng, rảnh ra trường gà tao phá chơi. Ê má dữ trời. Nhanh. Ai à, ai à, ai à, mẹ, con chó. Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng một người bác. Ê, tiền trao rồi nghe mày, coi múc cháo cho đàng hoàng đó. Tao biết rồi. Mà đồ nội tàng giàu dữ vậy hả mày? Ừ, thì mày coi như là người ta bệnh, ta cần thận gấp, vậy thôi. Ê, người giàu cũng bệnh á. Không á, người giàu không những bệnh mà còn biết già, biết xấu, biết đau, biết ốm, biết chết nữa. Mỗi tàu lao không à. Mày lo mày hối hối con bạn giùm tao một cái. Bà thần không có kiểm tra gì hết, cứ ghép vậy thôi. Thì kiểu là khứa này có tiền, với lại bệnh sắp chết rồi. Mua sỉ không à, thận tính bằng ký chứ đâu có tính bằng trái. Cứ mua về vậy đó, hên hên hợp với ai thì xài, không coi như xui. Thần mà mua sỉ hả mày? Ừ. Ê, mà mày còn quen đứa nào không? Dụ nó bán luôn. Ê tao còn. Má ai vậy? Mày á, mày bán Thần mày đi. Má nói nghe thốn ngang vậy. Xin lỗi nha, tại thằng này có bệnh trong người thôi. Chứ tao mà không có bệnh hả? Tao tiễn nó lâu rồi. Mày nghĩ coi, khơi khơi có mấy trăm triệu xài. Má không sướng hả? Lẹ lẹ nha. Tiền trao rồi đó. Má. Đã. Thơm quá ta. Mà thơm thì sao chay á mày ơi. Thì sao? Im tao ăn con nhỏ này. Thay càng ngon chứ sao. Đi yên tao ăn mày. Xin mời. Ngon mày. Lâu lắm rồi mày không nói tao ăn luôn á. Sao ăn đi? Có gì đâu, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ê, bị gì vậy? Gì đâu? Mà hôm nay trông mày có vẻ tươi hơn rồi đó. Chắc là tao trang điểm á. Ghê vậy? Mới trang điểm luôn hả? Ê, thì tới trang điểm cho tao đi, xong tao mới chụp hình chung. Lâu lắm mà không có tấm nào chụp chung hết trơn.
nha. Ăn xong đi tao làm cho. Mày muốn làm thiệt không? Mày sao mặt dầm dầm vậy má? Ăn đi má. Cười lên coi. Đói bụng quá. Mày còn đau không? Còn. Không biết sao mỗi lúc thừa cả tháng vẫn còn đau. Lâu lâu nó nhói lên muốn chết luôn á má. Chắc cơ địa mày yếu. Thấy còn trái á. Mày muốn uống hả? Vậy uống với tao đi. Không, không uống, không uống chung. Vô lấy vô coi làm tao đi. Tao nhớ như nhà còn trái á. Hết rồi, nãy chết. Tao mới thấy còn một trái mà, vô nhanh đi. Nhỏ này. Đẹ mày. Cầm giùm đi. Đau bụng bắt đi hoài. Cháu mút tập đánh mẹ gì nữa thì ai biết đâu. Mà mày rảnh thì mày cứ đi đại đi, biết đâu có kèo thơm á. Tao hết bàn rồi nha. Thôi chốt vậy đi nè. Ê, tao bắn thần. Tao không bắn thân như mày. Được hả má? Thân mày cho tao cũng lấy nữa. Vậy đi. Dạ thưa ba. Ừ. À, đây, cái đó cho. À, đây là Thanh đây hả con? Ờ. À. Chỗ này là của con. Lại đây. Vậy là chú đã được gặp con rồi. Chú mừng lắm. Chú là Xuân Lộc, là người được con cứu đó. Dạ chú. Vết mổ của con sao rồi con? Còn đau không? Dạ con.
Ngày nào con cũng phải uống thuốc hết. Cho chú xin lỗi. Dạ không sao chú ơi, chú cũng bị đau mà. Ừ. À, ăn đi con, ăn đi. Ừ. Dạ. Ừ. Dạ. Thanh nè. Dạ. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Con làm nghề gì? Rồi nhà cửa làm sao? Con ở đâu? Rồi ba mẹ nữa hả? Dạ ba mẹ con mất hết rồi ạ. Chú sao vậy chú? À, à không. Không sao. Là tại vì như vậy. Trước đây chú có một người thân có cái một số có thói quen nó ngộ ngộ lạ lạ giống y như cháu bây giờ, thích ăn mặc như vậy nè đó, rồi tóc tai cũng cột rồi giống như con vậy đó, cả cái cách cột cái tóc giống lắm, nhất là hai cái tay. Ừ, khi mà mỗi khi mà bị bối rối cái gì đó 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 vậy đó, cứ xoa xoa mấy cái đầu ngón tay như vậy giống lắm. Dạ nếu mà con giống người này như vậy á, hay hôm nay chú có nghĩ con là người này được không chú? Ôi trời ôi. Không, chú không dám đâu. Chú đã chịu ơn con một lần về rồi là thôi đó. Chú không có dám phiền con giúp thêm chú cái gì nữa. Con cũng nhận tiền của chú mà. Nhưng mà không phải lúc nào tiền cũng có thể mua được mọi thứ trên đời đâu con. Như chú đây, chú đã từng dùng tiền chú mua rất nhiều người. À không, chú tìm nhiều người để người ta giúp chú đó. Nhưng mà không có ai tương thích với mình hết. Cho tới khi gặp con tương thích được với chú. Trời ơi, chú thấy như là giống như là chú cháu mình có cái hữu duyên với nhau. Cho nên bây giờ mà con ngồi đây con nói chuyện với chú á, chú thấy mình nó có cái gì đó thâm tình với nhau. Như chú cháu mình có cái mối thân tình với nhau như người trong nhà vậy đó. Con nói thiệt là lúc này con mới bước vô đây, nhìn chú á, con cũng nhớ ba con lắm. Vậy hả? Chú nói cái điều này nó có hơi đường đột, cho nên nếu con không có thích, bỏ qua cho chú. Nếu như con đồng ý, cho phép chú được nhận con làm con nuôi, nghe. Dạ thôi chú ơi, hoàn cảnh con phức tạp lắm. Ba mẹ con mất năm con học lớp 12 là con nghỉ ngang luôn á chú. Con không có bằng cấp gì hết. Tới tuần này tuổi rồi mà cứ lay lắc vậy đó chú ơi. Vậy bây giờ chú hỏi con cái này. Theo con, cái điều gì đối với người ta là quý giá nhất ở trên đời này? Hạnh phúc hả chú? Ồ, nghe cũng có lý. Nhưng mà để cho người ta có thể tận hưởng cái hạnh phúc một cách trọn vẹn, người ta cần phải có thời gian. Đối với chú, điều quý giá nhất là thời gian. Con thấy đó, chú đã dùng tiền để chú mua trái thận. Điều đó có nghĩa là chú muốn mua thêm thời gian cho chú. Cho nên chú muốn nói là tuổi trẻ như con ấy, không có nên sống lãng phí thời gian một cách vô ích. Ý của ba tôi á là muốn giúp cô thay đổi cuộc sống. Để ba nói. Vấn đề là Thanh. Thanh có muốn hay không? Thanh có thật sự muốn thay đổi hay không? Dạ con chưa biết nữa. Vậy thôi, cứ suy nghĩ đi con. Thôi ăn đi, ăn đi. Chú làm mất thì giờ quá. Ăn đi, ăn đi. Để thức ăn nguội hết. Dạ. Dạ. Hù. Hết hồn chưa bà già? Mới đâu về vậy? Đi công chuyện. Ghê vậy?
Mày mà cũng có công chuyện để đi nữa hả? Thì rảnh rỗi thì kiếm chuyện làm. Chứ chết đói mày nuôi tao hả? Ê, tính ra là tao kêu mày qua ở chung với tao miết mày không chịu qua nha. Dạ thôi, cảm ơn. Tao mắc nợ đời rồi, không muốn mắc nợ thêm mày. Mở cái miệng ra là tiền bạc nợ nần miết à. Mày biết luật hấp dẫn không? Mày mà nghĩ tới cái gì nhiều á là mày sẽ thu hút cái đó. Mày sẽ nghèo hoài với con. Người ta phải bỏ cái xóm này đi rồi. Chứ có gì mà suốt ngày nghe người ta đòi nợ, thu nợ, mà đánh lộn, chửi lộn, gái gú tùm lum hết. Bỏ cái xóm này đi đâu má? Tới cái nhà này người ta còn cho mày đang ở ké đó. Đi chỗ khác rồi mày ở đâu? Tiền bạc thì không có, người thân cũng không. Đã vậy còn thất học, thất nghiệp nữa. Còn ở đây là thất bại á. Thất bại cả đời. Chị chứ, chị Thanh muốn đi đâu? Em theo chị. Giờ hả? Đi ngủ. Mày về. Chuyện tương lai mai tính. Ngủ chung không? Mê tao là gì má? Mê cái đầu mày á. Ê mày, mà hôm bữa mày đưa tao vô bệnh viện á, bác sĩ nói tao mổ ruột thừa phải không mày? Mổ ruột thừa sao mà tao thấy tao càng ngày càng yếu đi á mày? Thì người ta nói sao tao nói lại mày y chang vậy, ai biết đâu trời. Mày uống thêm thuốc bổ vô đi. Mai tao mua cho. Vậy sẵn tiện mua giùm tao đồ trang điểm nha. Ham lắm. Cảm ơn nhiều nha. Mày biết trên đời này cái gì là quý giá nhất không? Không phải tiền bạc, không phải thành công, cũng chưa chắc là hạnh phúc nữa. Thời gian mới là quý giá nhất. Vì không có thời gian, mày sẽ không cảm nhận được hạnh phúc, không hưởng được thành công, cũng không xài được tiền. Mày phải dành thời gian để sống cho bản thân mày xương à. Đừng quá tốt với ai, nhất là đừng phí phạm tâm sức cho một đứa bạn tồi như tao nữa. Tạm biệt mày. Thanh ơi,
pass cửa lên. 21 21 21. Nhanh quá ha. Tôi được ở đây thiệt hả? Bộ tính đứng ngắm cảnh luôn hả? Ờ. Chứ có làm gì đâu. Đi theo tôi. Sao nữa mật khẩu? Quên. Nhưng mà mệt quá à. Có gì ăn vậy? Có. Bò, gà, rau muống, xôi, đủ hết. Điên à? Bà biết nấu ăn không vậy? Ây à. Ây à. Ây đau bụng quá. Học đi. Bộ chết đói hả? Cũng hơi hơi. Bỏ chân xuống. Bớt khó vậy bà. Này là góp ý để tốt hơn. Chứ lại sau này á, bớt kêu khác là ba lại. Khoan. Ngồi xuống. Tiện căn vậy. Tôi nói nghiêm túc là phải bỏ hết những thói quen xấu này đi. Nếu không thì sao? Nếu không thì sao? Nếu không thì sao? À, nếu Lý Thanh không chịu thay đổi thì Xuân Long vẫn sẽ tiếp tục im lặng rửa chén. Cười rồi nha. Nhưng mà nói chứ,
Thay đổi thì cũng phải từ từ, đâu có làm liền được. Vậy là tốt chưa? Ủa chứ làm sao? Nhìn tôi gì không tốt hả? Sao? Thấy tóc đẹp không? Cũng được. Ê. Hả? Ăn mì không? Ăn. Học bài đi. Xài đi. Thiệt đó hả? Ừ. Ê. Ừ? Tôi có cái này cho cô nè. Quà hả? Cái gì vậy? Cảm ơn. Cái gì mà nóng dữ vậy? Trời ơi, trà tao mới đổ nước sôi vô chưa kịp ra luôn á mày. Giết tao đi. Uống hà mồ còn nói nữa. Anh Tiền. Quang. Cái tay. Hai người phải giúp đỡ em. Vụ gì? Em đang trốn nợ. Hả? Trời. Mày không có được nói tao ở đây nghe chưa? Dạ. Diệu đâu? Ờ dạ. Ủa tao nói mày biết không mày? Hả? Tao hỏi Diệu đâu? Chứ nó trả nợ tao coi. Cô chú bình tĩnh đi, đây. Alo. Nhà riêng của Diệu đâu? Nhà chung, tao tính tiền phải kiểu nhà chung. Tụi bay ở chung với nhau thì tụi bay phải có tình người với nhau chứ. Phải biết bảo ban với nhau. Diệu nó gom tiền trả nợ tao đi. Cô ơi cô, tụi con là bạn nó chứ không phải ba má nó. Không có kêu nó trả liền như được đâu cô. Gì vậy? Mày kêu nó không được á. Tụi bay phải gom tiền trả cho tao. Ôi, con không phải ba má nó mà cô nói như cô là ba má của con vậy cô. Con nói gì đâu có được, tại vì bây giờ ai nợ nó trả chứ. Bây giờ sao? Mà nó thiếu cô bao nhiêu tiền? Nói cho con nghe, nó thiếu không có nhiêu đó. Có một cây vàng à con. Trời ơi! Một cây vàng! Làm CV được rồi đó. Làm xong nộp vô đây. Một cây vàng lận má, tiền đó mà trả. Ủa? Chứ không phải học trung cấp, xong lên cao đẳng, rồi lên đại học hả? Không. Bây giờ đi thực tập luôn. Gì không? Nghe nói này có con ông cháu cha tới cạnh tranh với mình á. Dữ vậy sao? Ừ? Mà con ai? Không biết đâu. Em chào chị. Có nhiều kinh nghiệm quá ha. Trả lời cho chị biết, tại sao em lại chọn apply vào công ty Vicook? Công ty Vicook à? Ừ, được đó. Thời gian gần đây thì công ty này có nổi lên trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm đóng hộp. Ủa,
Nhưng mà sao con lại chọn cái công ty này để thực tập? Trả lời đi. Dạ, dạ tại vì công ty VCook không có yêu cầu sinh viên phải có 2 đến 3 năm kinh nghiệm làm việc. Trời. Trả lời thiệt lòng quá vậy con. Dạ thực ra là con muốn làm ở Dynasty hơn. À. Vậy hả? Dạ em nói thiệt là tại vì ở đây không có yêu cầu 2 đến 3 năm kinh nghiệm đó chị. Nên em nghĩ chắc là em có ưu thế hơn những bạn khác. Em từng làm việc với Giang Ken Cúc hả? Dạ. Em làm với ảnh trong event ẩm thực đường phố Việt Nam. Vị trí gì? Trợ lý. Cái ngày lễ hội đó Giang Ken Cúc nấu món gì chị quên rồi? Bánh mì Việt Nam ạ. Sao vậy chị? Lâu rồi chị mới thấy một bạn trẻ có cái đầu nhảy số nhanh như em rồi đó. Nói dối không chớp mắt. Ngày lễ hội Giang Ken Cúc có nấu món gì đâu mà em trả lời là bánh mì? Hay là tại vì em thấy là lễ hội ẩm thực đường phố Việt Nam nên em chọn đại? Em xin lỗi. Em nhận là em sai khi không trung thực ở trong CV của mình. Nhưng mà mục đích cũng chỉ để em nổi bật hơn những bạn khác thôi chị ơi. Trong một thời gian rất là ngắn, em đã có thể tìm được hết thông tin về Giang Ken Cúc nè. Còn câu hỏi của chị, tại vì em không có dữ liệu cho nên là em phải chống chế vậy thôi. Với những cái khả năng như vậy thì có bù đắp được cái sai của em không chị? Đủ rồi em. Cảm ơn em. Hẹn gặp em tuần sau. Em được nhận hả chị? Chị nhìn thấy được cái khả năng của em. Em cảm ơn chị. Phỏng vấn sao rồi? Đậu rồi chứ sao? Dữ vậy sao? Trời, dữ lắm, để kể cho mà nghe. Alo. Alo. Anh Long hả? Em hãy chặn nè. Giờ có cách nào cho em liên lạc được với Lý Thanh không anh? Có chuyện này quan trọng lắm. Liên quan tới người thân của Thanh đó. Nói đi. Alo. Mày chịu trội đầu ra rồi đó hả? Tao tưởng mày trốn tao luôn rồi chứ. Tao nói cho mày biết. Mày biết tại sao người ta gọi tao là Hải Chằng không? Vì tao chẳng thích hài. Bớt giỡn mặt với tao lại. Quân Sương nó yếu lắm rồi. Tới gặp nó đi. Sương bị gì? Muốn biết nó bị sao, tự chủ động tìm tao đi. Xuống xác con đỏ 10 chai cho tao. Sương là ai em? Sao nó gọi cho anh? Sương là ai? Ê!
Đất tròn ghê á. Ê ơi, đúng rồi, người ta sao dám nhận người quen, dù gì thì người ta cũng nghỉ học vì cái tội ăn cắp mà. Dạ cảm ơn chị. Chào mọi người, chúc mừng các bạn đã vượt qua được 60 ứng cử viên để trở thành người được chọn. Tôi là người trực tiếp hướng dẫn cũng như đánh giá các bạn. Tuy nhiên, trong số những người được chọn ở đây thì chỉ có một slot duy nhất là nhân viên chính thức, nên mọi người cố gắng lên nha. Dạ. Tôi không quan tâm mọi người có gốc gác hay là quá khứ như thế nào. Tôi chỉ quan tâm đến thái độ và năng lực làm việc thôi. Ai có ý kiến gì không? Dạ em có ý kiến. Dạ, là đầu tiên em cảm ơn chị Phụng vì đã tận tụy chỉ dạy cho tụi em. Chị chưa dạy em. Dạ, ý em là những cái mà sắp tới chị sẽ dạy cho tụi em. Em nói thẳng như vấn đề đi, đừng có nói lòng vòng, đừng thảo mai. Chị không có thích, và nếu như có định thì khéo một chút. Em cười vậy Thanh? Dạ không có gì. Tôi mong là tất cả mọi người nên tập trung làm việc. Ở công ty chỉ có công việc và công việc thôi, không đem chuyện riêng xen vào. Phòng kinh doanh sắp tới sẽ có một cái dự án khai trương nhà hàng mới. Thường thì các thực tập sinh sẽ không được tham gia. Tuy nhiên tôi là người trực tiếp quản lý các bạn, nên tôi sẽ cho các bạn một cơ hội để mà có thể học hỏi. Mọi người xem kỹ nha. Trong công ty thì không cấm sử dụng điện thoại, tuy nhiên chúng ta phải thể hiện cho người ta thấy mình là người chuyên nghiệp. Thiếu chuyên nghiệp quá. Sao? Các bạn có ý kiến gì? Vào ngày khai trương chúng ta sẽ làm gì nè? Dạ, em nghĩ là mình nên chạy PR hoặc là thông cáo báo chí. Dạ, theo em nghĩ là nên chạy social, Facebook, YouTube. PR social là cái chuyện đương nhiên chị. Thời buổi giờ là TikToker chị. Em nghĩ là mình phải mời TikToker. TikToker thì không phải là mục tiêu và điểm đến của chúng ta. Hay là mình mời KOL và KOC ngành ẩm thực đi chị. Ý em là danh kênh Cúc. Cái người mà em có cơ hội được tiếp xúc làm việc, mà em ghi trong CV xin việc đúng không? Chị thấy trong tất cả những ý kiến ở đây thì ý kiến của Thanh hay đó. Chúng ta cứ làm thôi. Trong các bạn, ai nhận được cái gật đầu của ông Danh Canh Cúc thì bạn đó sẽ được điểm tuyệt đối. Chị, như vậy hình như là không có công bằng với tụi em. Có vẻ như Thanh là lợi thế hơn nhiều chị. Chị ơi, nhưng mà... Chị không muốn biết lý do, chị chỉ cần biết kết quả thôi. Em thấy rồi đó, tất cả mọi người ai cũng nói là em có lợi thế mà. Đừng để thua, kỳ lắm. Cố lên nha. Sao mày hỏi tao? Ai biết. Em biết đây là đâu không? Thực tập sinh như em muốn vô là vô hả? Em không hiểu. Chị biết em khai khống trong CV mà. Chị biết mà. Nhưng sao chị còn làm vậy? Chị muốn làm khó em. Ok chị. Chị là agency chuyên booking slip. Em muốn làm việc với ai bên chị cũng có thể hỗ trợ được. Nhưng riêng anh Giang thì đó giờ anh không làm việc với agency rồi.
Vậy thì làm việc qua ai ta? Thì đó là cái lý do mà tại sao tụi mình lại có mặt ở đây nè. Rồi sao? Ai biết sao. Dạ. Dạ, chào anh. Chào anh. Anh là quản lý ở đây. Dạ. À, dạ, tụi em xin giới thiệu. Tụi em đến từ công ty Vicook, là một công ty chuyên sản xuất cũng như là phân phối đồ họp ở thị trường Việt Nam. Sắp tới công ty tụi em có một cái dự án, đó chính là khai trương một cái nhà hàng mới. Cho nên tụi em muốn mời chú Giang đến tham dự sự kiện. Không biết anh có thể nào chuyển lời giúp em để tụi em gặp trực tiếp được không ạ? Vậy thì mấy đứa liên hệ qua email rồi đợi công ty phản hồi. Chú Giang cũng không có mặt ở đây. À, anh ơi, anh ơi. Anh ơi. Dạ, thật sự là tại vì cái công ty của tụi em kêu tụi em xuống đây là rất muốn mời chú Giang. Anh đã nói là chú Giang không có mặt ở đây. Anh nói thiệt. Dạ, cảm ơn anh. Ôi. Ôi. Ê, dạ, xin lỗi anh. Nè em, chuẩn bị tiếp cái đoàn khách chiều nay cho anh. Người ta có yêu cầu gì báo anh liền nghe chưa? Dạ. Nhớ chưa? Dạ. Em, nãy có thằng bé nó tìm anh á. Em gửi mấy cái thiệp này đến khách mời giùm anh nha. Dạ. Em ơi, lát gửi cho khách giùm anh. Cảm ơn. Dạ. Em ơi, chị bên anh Giang á, cho chị xin lại một cái về sửa lại design được không em? Dạ, em gửi chị. Cảm ơn nha. Mày biết không? Anh hình cà phê nè. Cái dự án mình đang làm á. À, cái dự án đó đúng không? Thì mình tìm phương án đi.
À dạ ra dạ dạ, em ra liền, ra liền. Trời ơi, vậy cái tin đồn của người chống lưng là thiệt hả? Tao nói rồi mẹ. Sao? Bây giờ mày lấy cái điện thoại á, mày chụp cái số điện thoại nó lại. Nhanh lên, nó vô bây giờ. Thôi. Sao nữa? Mày xóa tin nhắn đó đi. Xóa rồi. Xong. Mày bây giờ liên lạc đi. Dạ alo. À, dạ cho hỏi đây có phải là số điện thoại của trợ lý vợ chồng ông Danh Kênh Cúc không ạ? À? Dạ đúng rồi, Lý Thị Thanh đúng không em? Dạ em là Thanh. À chị Thanh ơi, cuối tuần này thì anh Giang sẽ có buổi ký tặng ra mắt sách. Em nghĩ là chị nên có mặt để trực tiếp trao đổi với ảnh thì dễ hơn ha. Ảnh đồng ý là chị Mai đồng ý à. Nên là em sẽ gửi thời gian và địa điểm qua số điện thoại này cho chị luôn nha. Dạ em cảm ơn. Ok chưa? Ok, okay. Oh yeah. Cái gì ạ? Mình đứng xếp ngay hàng thẳng lối giúp em ha. Hôm nay ai cũng sẽ được ông Giang ký tặng sách hết, cho nên mình cứ đứng xếp thẳng hàng giúp em ha. Em cảm ơn mọi người nhiều nha. Ê sao mấy người này có thiệp mà mình không có vậy? Mình có người gọi rồi mà. À thiệp cái gì nữa. Chú. Dạ chào chú. Ủa sao tụi con không xếp hàng? Dạ vợ chú nói là tới thì vào thẳng gặp chú luôn, đâu cần xếp hàng. Vợ? Vợ đâu? Ai? Thì vợ chú Giang là cô Mai đó. Vợ chú Giang thì vợ kìa. Ủa sao mạnh dữ vậy? Làm gì căng dữ trời. Tự nhiên nhắc tới bà Mai cái ông cọc ngang à. Ai biết. Gọi lại coi. Ừ. Có liên lạc được nè. Gọi lại. Khóa máy rồi, thuê bao luôn rồi. Xui thiệt, mất cái điện thoại hôm nay ngày gì mà nó xui thiệt là xui luôn á. Để em gọi thử. Alo. Nè em biết em đang cầm điện thoại của ai không? Bây giờ em đang ở đâu? Em ghẹo lộn người rồi đó. Ơi em xin lỗi cái điện thoại mà em nói chuyện kiểu đó. Anh nói thiệt với em nè, gặp anh á lấy luôn á. Hello. Dạ anh là cái chủ nhân cái điện thoại đó em. Xin phép mà em tên gì vậy? Dạ Thanh ạ. Ồ hai Thanh. Chú ơi. Sao em? Con đang ở trong lớp á, con không có ăn cắp điện thoại gì đâu. Hả? Chiều nay con qua con gặp chú, con trả điện thoại được không? Trước tiên, tôi xin cảm ơn các bạn đến đây dự buổi lễ ra mắt sách của tôi. Và buổi lễ rất thành công.
chính là nhờ vào sự góp mặt đầy đủ của các bạn. Xin thành thật cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau enjoy bữa tiệc ngày hôm nay nha. Xin mời các bạn. Dạ chú Giang, con nè. À, đây, con là chú. Đi em, đi em. Em theo anh. Em trai. Dạ. Sao anh lại gặp em rồi? Em được chú Giang mời tới mà. Mời tới hồi nào? Chú Giang có nhắn tin cho em nè. Nè anh coi đi. Đúng là số chú Giang rồi. Thì đó em nói rồi, chú Giang mời. Nhưng em... mà chú Giang mất điện thoại từ sáng tới giờ rồi. Em đâu biết đâu anh, em đâu có lấy đâu, em đâu anh đâu biết đâu, em đâu lấy, em đâu lấy đâu anh. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Đã tới đây dự buổi lễ ra mắt sách của tôi. Lần sau mà nếu có dịp gì tôi cũng xin mời anh tới tham dự nha. À, anh thấy cái buổi tiệc ngày hôm nay anh vừa vui lòng không? Vui không? Dạ cảm ơn. Đoạn. Ai đây? Dạ, con đến chạy điện thoại cho chú nè. Ủa? Thì ra con là người giữ điện thoại của chú đó hả? Dạ. Trời, con tốt quá, cảm ơn con nhiều lắm nha. Cảm ơn. Trời ơi, hệt quá. Sao tay chú không đeo nhẫn cưới nữa vậy chú? Con có chuyện này muốn hỏi chú. Con muốn mời chú đến dự khai trương nhà hàng công ty con. Nếu mà chú từ chối á, con sợ mấy tấm hình trong điện thoại này bị lộ ra ngoài á. Mất cái điện thoại hôm nay ngày gì nó xui, thiệt là xui luôn. Nè em biết anh đang cầm điện thoại của ai không? Anh nói thiệt với em nha, bây giờ anh chỉ muốn có bé này thôi. Nhưng chị Mai, khi nào anh nói cho chị biết chuyện của chúng mình? Anh Minh nè, em sẽ gửi thời gian và địa điểm qua số điện thoại này cho chị. Sau chiến thắng đó, tôi nhận ra hai bài học. Một là nếu không thể đánh bại chính mình, cả thế giới sẽ đánh bại mình. Hai là phải chịu được sự cô độc, vì đỉnh cao không đủ chỗ cho quá đông người. Mạng xã hội dậy sóng vì buổi khai trương chi nhánh đại lý mới của công ty Vicom. Tin đồn thôi nha, cái này chỉ là tin đồn thôi nha, ai hỏi là tôi chối. Giang Khen Cúc xuất hiện trong sự kiện giữa tin đồn lùm xùm tình ái. Bên lớn, sự kiện lớn mà cũng không đeo. Từ một cái nhà hàng thật nhỏ scandal để dự sự kiện. Cho đến ngày người hôm nay, mời sao? Tôi đã mời Giang Khen Cúc. Nhãn hàng có sai lầm khi mời Giang Khen Cúc tới buổi khai trương không? Trời ơi, tập đoàn lớn lẽ ra phải trách những cái lùm xùm. Style ổng là tâm nghi rồi bay. Nghe chuyện này ly kỳ hấp dẫn. Dù đó là sao? Lớn như vậy mà tại sao lại lợi dụng hình ảnh của người ăn? Và hôm nay thì tôi sẽ tới nhà hàng drama nhất thời gian gần đây để review cho các bạn này. Đoàn lớn lẽ ra phải trách những cái lùm xùm thị phi chứ. Nhờ một người đang khủng hoảng truyền thông để PR là khủng hoảng truyền thông theo đó nha. Rồi mấy bà biết tin gì chưa? Ông Giang Khen Cúc ngoại tình. Đấy, cứ xây dựng hình mẫu nào là đầu bếp nổi tiếng mới yêu đương vợ con hết lòng mẫu mực. Rồi cũng ngoại tình thôi. Đấy tôi là tôi, bây giờ là tôi không bao giờ tin vào những cái gì mày là ngôn tình, những cái gì mà mày coi nè trên mạng nữa. Mày thấy không? Đuôi mù sao không thấy? Trời ơi, cái dự án của người ta mà bây giờ nó làm như cái nồi lẩu tài quầy luôn. Đã không giỏi rồi, còn tài lanh. Công thần lập quốc vô kìa. Nói gì nữa? Hey, cả một cái nhà hàng ta đang nổi tiếng mà nhờ ơn của ai đó giờ thành tai tiếng luôn rồi. Giữ à? Ơi, ông bà xưa người ta nói làm sao á thì mình giữ như vậy đi. Bài đặt phát cách, cách đâu không thấy, thấy phá không à. Biết tại sao một chiến binh người ta hy sinh không? Tại vì ít nhất người ta còn được ra trận.
chẳng. Nó nói mày vậy mà. Chào mọi người. Xin được trân trọng giới thiệu với mọi người, đây là ông Xuân Lộc, chủ tịch của tập đoàn Dynasty, vừa mới chính thức đầu tư vào công ty Vicup của chúng ta. Chào mọi người, chào các bạn. Công ty Vicup có tiềm năng rất là lớn. Và Dynasty, sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi đã quyết định sẽ cùng hợp tác với Vicup để khai thác tiềm năng này. Tuy nhiên, có một vấn đề, có một số việc cũng mới hôm qua đây thôi. Mọi người nghe nhé. Mạng xã hội dậy sóng vì buổi khai trương nhà hàng mới của công ty Vicup. Một loạt TikToker, food reviewer lên tiếng phản đối ông Giang Khanh Cook. Xôn xao tin đồn ông Giang Khanh Cook rạn nứt hôn nhân. Ai vậy? Ai là người mời cái ông Giang này tới đây vậy? Có biết là các bạn đang làm ra cái việc gì hay không? Không ai biết à? Các bạn đã lập kỷ lục truyền thông trong cái event khai trương đó đó. Là bởi vì chưa hề có một cái sự kiện nào mà đã lại thu hút cái lượng tương tác của người ta nhiều đến như vậy, nhất là trong cái ngành F&B. À, phải nói là tất cả các bạn trẻ đó đã khuấy động social, rồi làm cho giới báo chí nè, đặc biệt là báo chí chính thống cũng lao vào cuộc. Phải nói là bây giờ tất cả mọi người ai cũng tìm ra cái từ khóa, cái từ khóa vi khúc của công ty chúng ta. Và ngay cả những cái chuyện điên tư gì của ông Giang nữa. Cho nên tôi mới hỏi là ai? Tôi muốn biết là ai? Ai là người có cái ý tưởng mời cái ông Giang tới đó vậy? Dạ, con ạ. Con là người đưa ra ý tưởng mời KOL ngành ẩm thực ạ. Giỏi. Giỏi lắm. Cứ thế mà phát huy. Các bạn nè, trong ngành ẩm thực á, thiệt ra những chuyện đời tư cá nhân như vừa rồi cũng không ảnh hưởng gì lắm đâu. Với lại ông Giang thì cũng là khách mời, chứ cũng không phải là ambassador chính thức. Nhưng mà nếu đó là một nghệ sĩ hay là một celeb thì lại là một câu chuyện khác nha các bạn. Các bạn lưu ý giùm. Thôi thì coi như công lớn này là thuộc về người bạn trẻ này rồi. Một là nếu không thể đánh bại chính mình, cả thế giới sẽ đánh bại mình. Hai là phải chịu được sự cô độc, vì đỉnh cao không đủ chỗ cho quá đông người. Hành, em dạ? Có bỏ thuốc mê vô trong đồ ăn không vậy? Ủa sao vậy chị? Tại chị ăn vô chị mê em. Người gì đâu mà vừa giỏi việc nước đảm việc nhà như vậy. Hay quá. Em bỏ qua cái lần đầu tiên mình gặp gỡ nha. Tại vì chị mới gặp ai cũng sẽ đánh phủ đầu y chang như vậy thôi. Dạ. Thật ra con người của chị nó theo kiểu mà khẩu xà nhưng cái tâm chị khác. Mấy bữa nay tiếp xúc nè, em thấy chị sao? Em dở nhận xét người khác lắm chị ơi. Mà em cũng lo làm không à.
Vậy thì nói về công việc nha. Sắp tới là Vi Cúc sẽ ra dòng sản phẩm mới. Chị muốn em đi theo chị để học hỏi, sẵn xuống gặp các nhà phân phối cho quen. Thiệt hả chị? Ừ. Em còn đi thiệt hả? Là đi làm chứ không phải đi dạo nha. Làm gì em cũng làm hết đó. Làm busy làm không? Chị giỡn thôi, nhân tài của công ty mà sao làm vậy được. Ừ, nhưng mà cho chị hỏi nè, nhân tài của công ty có nhân tình chưa? Dạ em chưa. Chị có chưa? Sắp rồi, chị đang chờ câu trả lời của người ta. Ai vậy? Sao chị đổi mật khẩu nữa? Ủa? Phùng. Hai người đang ăn tối hả? Long đi đâu đây? Long mua ít đồ cho Thanh. Đồ gì vậy? Dạ đồ cá nhân thôi à chị à. Anh ngồi đi. Hai người có vẻ thân quá ha. Không lẽ hai người không có. Không. Vậy sao Long biết bát của Thanh? Nhà này là Long cho Thanh thuê. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Vậy đi nha. Xong. Long ăn gì chưa? Long no rồi. Chứ lại là tạt qua đưa đồ rồi về liền. Phụng cũng tính về nè. Long đưa Phụng về nha. Để Long gọi xe cho Phụng. Tại vì Long gấp á. Về trước nha. Chị đi nha. Dạ. Sao vết mổ đau hoài vậy ta? Ước chị có cái máy chơi game ở đây, chơi cho nó đã. Điên cái đầu. Hồi nãy tôi để quên chìa khóa trong cái bịch màu đen á. Ở trong tủ á. Ủa chị Phụng về hả? Bắt xe chị Phụng về rồi. Ủa nhà chị Phụng gần nhà anh, sao không chở người ta về? Đàn ông con trai không ca lăng vậy. Thôi mất công hiểu lầm nữa. Chứ hiểu đúng là sao? Mệt quá, miễn bắt xe về được rồi. Ủa, bộ Thanh cũng thích chơi máy điện tử thẻ nữa hả? Anh biết trên này có chỗ nào nó chơi không? Biết, chơi không? Sao mới cứ bận mà? Muốn tôi bận không? Ôi, xịn nhở? Đam mê mà, phải đầu tư chứ. Có trò cao bồi luôn nè. Cao bồi đâu? Cái này là thế giới khủng long mà. Nhưng mà dưới quê tôi gọi là cao bồi. Còn có chiến binh thép nè, samurai nè, quyền dương nữa, đủ hết. Xịn. Ở dưới quê á, một máy một game à. Ê, đi chơi không? Thua không quạo nha. Ồ. Anh lớn rồi mà còn thích chơi game quá ha. Ta hồi nhỏ không được chơi, lớn chơi buồn. Sao vậy? Hồi nhỏ ba được khó lắm, bắt đọc sách hoài rồi. Mỗi lần muốn chơi game á là phải lấy ăn cắp tiền trong nhà đó. Ừ cũng vậy á, mà chơi game đến mức mà bị mất tiền quỹ lớp luôn á.
chết rồi kìa. Ủa Phụng, ủa sao nãy nó bận mà? Nãy bận về xong rồi. Phụng tới trả tiền xe cho Long. Ừ, khỏi đi, có nhiêu đâu. Không tính mời Phụng vô nhà hả? Tại vì... Ê, cái máy này chơi làm sao vậy? Mấy bạn BG này yếu ghê á. Xìu xìu ảnh ảnh vậy á, làm sao bán được sản phẩm? Em thấy ok mà chị. Chị không có khái niệm ok, chị có khái niệm xuất sắc thôi. Em vô thay đồ đi, làm BG. Chị xong trước chị nói là... Em nói cái gì em cũng làm được mà. Tỏa sáng đi nhân tài. Mọi người ơi, mọi người ơi, không biết là mọi người có biết cách để mà phân biệt trà bông cá hồi với những loại trà bông khác không ạ? Mọi người có ai biết là vì sao trà bông cá hồi có màu đỏ như vậy không ạ? Dạ, phẩm màu. Dạ chính xác. Dạ. Dạ thực ra là khách hàng khi mà nhìn cái màu đỏ của trà bông cá hồi bên em á thì ai cũng nghĩ là phẩm màu. Nhưng mà thực ra là cá hồi là một dòng cá béo. Bên trong mua cá hồi á có rất là nhiều dầu cá nè, omega 3, axit béo nữa. Thì chính cái dầu cá này là một cái loại phẩm màu tự nhiên. Thì bên em sử dụng cái phẩm màu cái dầu cá đó để mình nhuộm cho trà bông, để vừa nhìn đẹp mắt nè mà còn tốt sức khỏe nữa. Vậy. Dạ. Có ai còn câu hỏi gì về trà bông cá hồi nữa không ạ? Chị nhìn nó màu nó tự nhiên. Có. Kìa kìa, có người hỏi kìa. Em có người hỏi kìa. Alo. Anh muốn hỏi gì ạ? Alo, check check. À, không biết là ăn cái cá đó có tốt cho thận không ha? Với lại tôi mới mổ ruột thừa, sợ để lại sẹo, ăn cá đó có được không? Dạ tất nhiên là được chứ ạ. À, ăn cá tốt cho sức khỏe mà. Dạ. Dạ. Mà cái gì cũng vậy anh à, ăn có chừng mực thôi. Cái gì cũng có giới hạn của nó mà. Mày làm gì đây?
bớt làm màu lại. Có làm màu gì đâu. Mà mày cũng hay thiệt đó. Con bạn mày nó biết hết rồi. Vậy mà mày cũng chẳng thèm hỏi thăm nó dù chỉ là một câu. Mày nên nhớ, tất cả mọi thứ mày đang có cũng nhờ trái thận của con sư. Em! Em! Ủa xong rồi hả? Tao tưởng là mày còn chửi dài lắm chứ Thanh. Chứ nếu mà là con Thanh của ngày xưa phải là như vậy nè. Mày im cho thằng chó. Nó phải là như vậy đó. Chứ đâu phải như con Thanh bây giờ. Đúng rồi, đúng rồi. Kiểu như là con người ta đổi đời rồi. Chửi nghe nó phải sang hơn đúng không? Chứ con Thanh ngày xưa là mở miệng tiếng trước là má, tiếng sau là mẹ. Mày bây giờ tao không quen Thanh ơi. Chuyện tao với bạn tao, mày quan tâm làm gì? Ok, có thể mày không quan tâm tới bạn mày. Nhưng ít ra mày cũng phải quan tâm tới tao xíu chứ Thanh. Mắc mớ gì tao phải quan tâm tới mày? Thì bây giờ mày được một ông vua nhận nuôi. Mày đang là một công chúa. Không biết là công chúa có thể bơm cho con chàng tinh này một chút máu được không? Chứ chàng tinh mà nó đói, nó hay hay cắn bậy lắm á. Chàng tinh mà hay cắn bậy dễ bị chặt đầu lắm con. Chuyện chặt đầu chàng tinh là của Thạch Xanh, còn mày, mày chỉ là Lý Thông mà thôi. Trước 4 giờ chiều mai, tao mà không nhận đủ 100 triệu, tao tới xin thẳng thằng hoàng tử của mày đó. Liệu hồn. Nè, sao hôm nay tốt bụng mời tôi qua ăn cơm vậy? Thật ra là cũng không có tốt lành gì lắm đâu. Ăn đi. Đồ ăn ngon nha. Anh có 100 triệu hết ngon. Anh biết hoàn cảnh của tôi mà. Sao? Dưới quê chuyện gì? Tôi muốn xài đèn mộ cho ba mẹ tôi. Nhưng mà chưa tới Tết mà. Cũ rồi xây, việc gì phải đợi đến Tết. Xây nhà là xây mộ mà tới 100 triệu. Anh xây mộ bao giờ chưa? Chứ có nhà 100 triệu tôi ở rồi á. Ở có nổi đâu. Mộ đâu có ai ở. Người sống không ở thì người chết ở. Thì người chết ở mắc mới thì người sống phải trả tiền. Chứ lại ai xây cái mộ gì mắc quá vậy? Thợ hồ xây, chẳng lẽ tôi? Thợ dưới quê mà còn xây mắc hơn thợ thành phố nữa. Vậy sao không gọi người thành phố xuống xây? Tiền di chuyển xe cộ, anh xây được 2 cái mộ luôn á. Ừ, cũng được. Gọi đi, tôi trả. Dạ, anh chào ba.
Còn với ba ở chung khu mà chưa bao giờ thấy ba qua nhà con hết. À, sao nay ba qua đây vậy? Ủa? Rồi bây giờ ba đi đâu? Đến đâu? Phải chờ con cho phép. Hả? Dạ không có, ý con phải vậy. Dạ, con chào chú. À, con, Thắng. Con mời ba. Chú ơi, chú ăn cơm con mời chú luôn nha. À, nhưng mà ít cơm thôi con. Dạ. Dạ. Cảm ơn con. Dạ, con mời ba. Chà, sao mà anh Thanh biết là chú thích ăn món này hay vậy? Có khi bây giờ anh Thanh lại hiểu chú còn hơn là thằng Long rồi nghe. Dạ, thật ra mấy món này cũng anh Long chỉ con á. Tại vì đi chợ ở trên này cũng khác có dưới quê nữa. Anh Long chỉ con nhiều lắm. À, vậy đó con. Ba có chuyện bếp núc của đàn bà thì hay ghê lắm. Còn ba có chuyện của công ty thì không có làm sao hết trơn trọi. Nhiều khi chú tự hỏi á, chú không biết là thích làm sếp hay là thích làm đầu bếp nữa. Dạ, con mời mọi người ạ. Mọi người tự nhiên nha. Mời ba. Nhưng mà chú tới đây á, là để gặp con, hỏi một ít chuyện. Dạ. Trước hết là hỏi thăm cái tình hình sức khỏe của con sao. Giờ là sao rồi? Con còn đau nhiều không? Dạ, con cũng đỡ nhiều lắm rồi. Anh Long tuần nào cũng mang thuốc bổ cho con hết á. Ôi, sao mày có thuốc bổ đó là của chú. À, chú kêu nó đem tới chứ nó có biết gì đâu. Chú nói thiệt, chú không biết nói làm sao cho hết cái lời cảm ơn của chú chứ con á. Hay là như vậy? Dạ thôi, chuyện ơn nghĩa chú đừng nhắc nữa, qua hết rồi. Thì thôi, không nói chuyện đã qua. Dạ. Vậy mình nói chuyện hiện tại đi. Chú nói thiệt nghe, bây giờ á, trong thâm tâm chú xem con như là con của chú rồi. Vậy bây giờ mình đổi xưng hô đi con. Mình gọi nhau là ba con đi. Được không? Ba hỏi kìa, trả lời đi. Dạ, chuyện cũng hơi đột ngột. Chú với con thêm thời gian suy nghĩ nha. Cũng có hơi đột ngột thiệt. Dạ. Rồi thôi, sẽ nghỉ. À, Thanh kể cho ba nghe chuyện hồi sáng đi. Chuyện hồi sáng là chuyện gì vậy con? Dạ sáng nay chị Phụng nói con làm busy. Vậy hả? Rồi con làm sao? Dạ may quá con cũng làm được chút chút. Hèn chi mà cái báo cáo số liệu hôm nay nó đẹp quá. Dạ. Có khi chú nghĩ vậy nè con, không phải khơi khơi mà chị Phụng chứ gây khó khăn cho con đâu nghe. Cái gì này cũng có cái lý của nó đó. Một cái công ty đó con, nó như là một cái xã hội thu nhỏ lại. Có người thích mình, có người thương mình thì người ta giúp. Có người ta không thích mình thì người ta gây khó cho mình. Nhưng mà con phải biết cảm ơn những cái người gây khó cho mình. Bởi vì trong cái hoàn cảnh nó khó khăn á, thì mình mới trưởng thành được. Có hiểu không? Chứ còn cái con đường mà nó bằng phẳng quá. Nhiều khi người ta ý y, người ta dậm chân tại chỗ. Mà một khi mà đã dậm chân tại chỗ rồi thì sau một thời gian ngắn thôi, bị đào thải à. Dạ. Dạ con xin phép ạ. Tự nhiên đi con. Dạ em đây chị ơi. Dạ. Ba đã không nhìn lầm người. Vậy ba có nhìn lầm con không? Nói gì ạ? Nhiều khi là con nghĩ con ganh tị với Thanh á. Chưa bao giờ con thấy ba quan tâm ai như vậy. Hoàn cảnh con nhỏ nó thiếu thốn. Có bao giờ ba nghĩ là con không thiếu thốn không?
thiếu cái gì? Dạ em có. Ngày mai sẽ có giám đốc chi nhánh mới ở bên dự án kho lạnh Thủ Đức, họ tiếp quản đó, con hỗ trợ anh em. Nữa hả ba? Sao dự án nào con cũng chỉ ở vị trí hỗ trợ thôi vậy? Con có khả năng tiếp quản mà ba. Bây giờ muốn sao? Muốn làm trợ lý cho chủ tịch hay là thích làm giám đốc cho một chi nhánh quẹt? Nhưng mà con không muốn đứng sau lưng ai hết. Nghe cả với ba. Dạ con không dám. Mà con đợi quá lâu rồi ba. Con cũng biết là ba con đã đợi quá lâu. Ba đã mất một khoảng thời gian rất nhiều để ba dành lại cái mạng sống cho ba. Cái gì cũng phải có cái thời điểm của nó. Chú về sớm đi chú. Chú về giải quyết một số việc à, lâu lâu chú ghé thăm con chút vậy thôi. À dạ. Ờ à, vậy để con đưa ba về. Chứ không lẽ ở đây luôn. Nhỏ đi làm cả ngày phải để cho nó nghỉ ngơi chứ. Chú về nghe. Dạ. Tôi về. Alo, dạ em nghe. Nếu bây giờ mà chị nói chị thích Long á, em nghĩ sao? Không phải chị thích Long, mà là chị yêu Long. Chị yêu Long đơn phương được 10 năm rồi. Em biết là chị có thích Long, mà yêu 10 năm thì hơi lâu không chị? Tại vì chị học chung nhau mà. Học chung từ nhỏ. Người ta nói là nước chảy đá mòn. Mà sao có một mình chị mòn à? Lòng cứng quá. Gì cứng chị? Trái tim. Em biết chị sao chứ. Giờ em chỉ lo để kiếm tiền thôi à. Kiếm tiền mà sao hết thấy Long kiếm em rồi em kiếm Long vậy? Chị hiểu nhầm thôi chị ơi. Cũng tạm bán máy chơi game á. Ngày xưa cũng tạm bán máy game đó mà em nghỉ học á. Hả? Dạ không, không, không có gì chị, vô đi. Vô. Nói chứ em cần kiếm nhiều tiền để làm gì? Em mua nhà nè, mua xe. Nói chứ em muốn sửa lại mộ cho ba mẹ em. Em cần bao nhiêu rồi? Thôi chị ơi, thôi. Chị giúp được mà. Trăm chai lận em chả muốn nổi đâu. Ủa sao chị có số tài khoản của em vậy? Chị là sếp của em mà. Chị tốt nhiều quá à. Em cảm ơn chị. Trời. Nè, chị tốt với em á thì em cũng phải nhớ tốt với chị nha.
hết hồn mà. Là biết sao không? Ông rài quả quá. Tưởng lên tới đây còn bị giang hồ dí nữa. Mẹ xe đã ha. Thiếu nợ hả? Nhiều đây chưa đủ sao? Muốn thêm không? Tiền mà ai dám chê bà chị. Chê tiền mà ăn tội chết á. Vậy kể từ đầu tới đuôi cho chị nghe đi. Chuyện là vậy đó. Nếu như mà chú biết chuyện này á, chắc chú sốc tới chết mất. Mà Phụng không ngờ Thanh là người như vậy. Phụng thật sự thấy sợ Thanh. Long cũng nên đề phòng đi. Long nghĩ là không cần đề phòng đâu. Người nguy hiểm ở đây á, không phải là Thanh, mà là những kẻ đã dựng nên câu chuyện này. Long nói ai dựng chuyện? Long đang nói cái gì vậy? Làm sao Phụng biết được cái chuyện bán thận mà dựng chuyện? Long không cần biết là Thanh có lừa bạn mình hay không, nhưng mà nổi cái chuyện chủ tịch Dynasty có dính dáng đến đường dây buôn bán thận là thấy vô lý rồi. Có biết vậy là phạm pháp không? Long nghĩ là Phụng thông minh lắm chứ. Long ơi, quá đáng rồi đó. Nếu như mà Long không tin á, thì nói chuyện với thằng giang hồ đi. Phụng đầu tư vậy luôn hả? Phụng đầu tư á. Phụng đầu tư bao nhiêu năm qua rồi đó. Để hôm nay Long đối xử với Phụng như vậy. Long xin lỗi làm Phụng thất vọng. Nhưng mà Long chỉ làm đúng những gì mà Long cảm nhận thôi. Phụng về đi. Alo, anh hỏi em nghe nè. Ủa, em có chuyện gì với chị Phùng hả? Đâu có gì đâu anh. Bữa giờ em thấy mọi chuyện ok mà. Không sao anh hỏi vậy. À, không gì đâu. Dạ, em trả chị trước một phần nha. Cảm ơn nha. Sao, có gì nữa? Sao em thấy mấy bữa nay á, chị không có giao việc gì cho em nữa chưa? Là giờ rảnh quá, muốn kiếm gì làm để bận hơn đúng không? Dạ thì phải bận mới có tiền để trả chị trước. Đây, danh sách các startup trẻ trong ngành F&B mà công ty đang cân nhắc để đầu tư. Chị nghĩ em trẻ, em có thể hiểu các bạn này. Chị giao cho em nhiệm vụ là thẩm định các bạn này, xem hồ sơ nào phù hợp cho công ty để mà công ty có thể quyết định đầu tư. Mà cẩn thận nha, xài tiền của công ty bút xa là gà chết á. Chuyện quan trọng gì mà chị giao cho em? Em là nhân tài mà. Nó giỡn thôi, chứ khả năng của em á mọi người cũng thấy công nhận mà. Nên giờ chị giao việc cho người trẻ tài năng thôi, có gì đâu. Vậy có gì á, chị giúp đỡ em thêm nha. Chứ sợ làm mình làm nổi á. Thì em cứ làm đi.
chị luôn sau lưng em mà. Vẫn còn làm việc hả? Đói bụng rồi phải không? Xíu. Chị có ý này hay nè. Đây, mời em. Em cảm ơn. Ăn đi, đói bụng quá. Hấp dẫn quá nè. Ủa, không dám ăn hả? Trời ơi, tôi không có bỏ thuốc mê, thuốc độc gì đâu. Ngon ha. Giỡn đó. Tưởng chết thiệt hả? Đâu dễ chết vậy? Ăn cho em thấy là không có bỏ thuốc độc ăn. Dạ. Thương dữ lắm mới vô bếp nấu cho đó. Sao em? Em thấy hơi kỳ kỳ á chị. Hơi kỳ hả? Thông cảm chị nghe, tại lâu quá chị mới vô bếp. Để em làm lại cho. Làm cho vừa ý em đi. Đây. Chị ăn cay không chị? Thoải mái đi em. Có lố tai quá không vậy bé? Chị thử nha. Wow, hấp dẫn quá. Thử đi, thử đi. Thử đi chị. Cay vậy? Cay lắm hả? Cay quá. Đâu 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 đâu. Cay dữ lắm hả? Cay dữ. Đợi chị. Ủa cay dữ. Tôi chết rồi. Cay quá. Đây của em. Cay quá. Cay muốn xỉu. Thôi. Cay dữ vậy? Dạ, chào chị. Dạ, mình tên gì vậy chị? Lý Thị Thanh. Dạ, hôm nay mình có đặt cuộc hẹn với bác sĩ chưa? Có. Dạ, em mời chị lên gặp bác sĩ nha chị. Ủa em,
Sao quán cơm niêu thạch xanh rồi cái nhà hàng đàn tì bà đều bị đánh rớt vậy? Ủa, em có vấn đề gì với thạch xanh hả? Em thấy không đủ tiêu chuẩn thôi à. Chị thấy em dạo này đi làm cứ lờ đờ sao á. Tỉnh táo lên coi. Thì em cũng làm khuya không mà chị cũng thấy rồi đó. Thì chị cũng cho em mỗi ngày đi trễ một tiếng rồi còn gì. Bây giờ em phải chấn chỉnh lại. Còn cái chuyện hai cái nhà hàng này á, để chị nói cho nghe. Sao chị? Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ nói sao? Dương tính. Với cái gì? Ma túy tổng hợp. Sao vậy nè? Sao vậy nè? Cái gì vậy? Đường đường là một quỹ đầu tư mà bây giờ lại để cho mấy cái công ty con nó quăng mấy cái hình này lên để nó uy hiếp mình. Có nhục mặt không? Hả? Dạ ba ơi, thật ra con thấy là chuyện ăn uống với đối tác xê xỉn là bình thường mà ba. Bình thường hả? Bình thường quá hả? Dạ con mong chú bớt giận. Con nghĩ trong cái chuyện này một phần lỗi là do con á. Do con quản lý nhân sự không tốt để mọi chuyện đi quá xa không kịp ngăn cản. Mà tức mình ghê á. Đáng lẽ hôm em á, mượn con 100 triệu con phải hỏi lý do để làm gì. Mà con lại dễ dãi đưa cho em nó. Phong Nhi mượn rồi hả? Thanh cũng mượn Long rồi. Cái gì vậy? Tóm lại chuyện này là sao đây? Hả? Dạ, con nghĩ trong chuyện này là do em Thanh còn trẻ quá, thiếu kinh nghiệm nên mới bị các startup qua mặt như vậy. Mà con nghĩ chắc cũng có nỗi khổ tâm gì mới cần tiền, chứ không có ý định trục lợi tiền từ công ty mình giống như mình nghĩ đâu. Dạ ba, theo hồ sơ con nhận được thì cả hai bên đều không đủ điều kiện để đầu tư. Nhưng mà Thanh vẫn cặp đối tác, con nghĩ là có lý do gì đó. Đúng rồi, tại vì Phụng có ngăn cản nhưng mà Thanh kiểu cứ nằng nặc đòi cho người ta cơ hội. Lý do gì? Dạ. Mày nói tao nghe coi, lý do gì? Hả? Lý do gì mà phải chơi ma túy? Hả? Con xin lỗi ba. Mày nghe đây, nếu như lời xin lỗi của mày mà nó giá trị thì em gái của mày tới bây giờ vẫn còn sống.
Miễu. Ba. Ba. Chú. Chú biết là con vẫn còn thức. Thôi, không sao hết. Con không dám đối diện với chú, con không sao. Bởi chú đoán ngay lúc này đây, con còn không dám đối diện với chính con nữa mà, đúng không? Sống đến từng tuổi này, chú hiểu hết. Bởi chú cũng từng trải như vậy mà. Ngay từ lần đầu tiên gặp, chú đã thấy con còn rất giống con gái của chú. Giống lắm. Giống từ cái cách mặc đồ của con. Giống lắm Thanh. Giống lắm. Chỉ có điều là con thì vẫn có thể sống được cho tới bây giờ, và con trưởng thành. Chứ còn con gái của chú thì nó dừng lại ở tuổi 17. Có lẽ tại vậy mà mỗi khi nhìn thấy con, chú nhớ con của chú lắm. Nhưng mà không phải chú nhận từ con là một phần cơ thể, mà nó còn là hy vọng nữa. Con có biết ở đời á, người ta cần nhất là cái gì không con? Thường thường thì người ta hay nói, người ta cần tiền tài, người ta cần danh vọng, cũng có người người ta cần quyền lực. Nhưng mà không, không, không phải. Thiệt ra cái đó không phải là thứ người ta cần. Nó chỉ là những cái lý do để cho người ta tiếp tục sống. Vậy thôi. Chứ thiệt ra cái thứ mà người ta cần đó là hy vọng. Thanh, đã từng có một lúc con là hy vọng của chú. Vậy bây giờ thì sao hả chú? Tỉnh rồi đó hả? Tỉnh rồi thì tốt.
những ngày tháng sắp tới sẽ khó khăn hơn rồi đó. Chú, sao chú không chửi con đi chú? Chú, sao chú không chửi con đi? Chú đánh con đi. Ba, tôi chưa từng có đứa con nào hết.
Đúng là nhân tài có khác ha. Giấu kỹ như vậy mà vẫn tìm ra. Tao làm gì mày hả con khốn? Coi con gái cưng của chủ tịch nói chuyện kìa. Ồ, hay là tại vì chưa tan thuốc? Thôi khi nào mà em tỉnh táo rồi hai chị em mình nói chuyện. Ồ, hay là có cần chị kêu người đến để phụ em rã đồ không? Cái người cần rã đồ là mày á. Bằng chứng răng đành như vậy rồi, muốn nói gì nữa? Cái này mà mày gọi là bằng chứng hả? Mày định đem cái này ra công an à? Hay là tại vì mày nghiện quá rồi mày ngu? Cái này mới là bằng chứng nè. Chị biết chuyện Thạch Sanh Lý Thông không? Ở trong chuyện Thạch Sanh là người chém đầu Trần Tinh, xong rồi bị thằng Lý Thông cướp công. Cướp công xong nó vô Dynasty, đổi đời luôn. Tội nghiệp nhỏ kia giờ sống ở dưới quê len can lất cất như cái thây ma vậy đó. Bởi vậy người ta nói thời buổi bây giờ Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều. Đã vậy còn lòi ra thêm con Lý Thanh nữa. Chó má nó cuộc đời. Làm sao chị chưa hiểu? Cái gì mà Trần Tinh gì ở đây? Thì ở trong chuyện Lý Thông dâng đầu Trần Tinh để đổi lấy công, còn ngoài đời là trái thận. Trái thận của ông Lộc là của con Sương, con Thanh là đồ lừa đảo. Mày phản tao thằng chó! Khóa gì chứ gì bà chị? Tới bà chị ơi. Bà chị ơi.
Tao làm gì sai? Tao làm gì sai với bọn mày? Tao chưa làm một cái gì sai luôn đó. Sao tụi mày phải ép tao vậy? Mày vừa lòng chưa? Nếu hôm nay tao có giết mày á thì cũng đúng ý thằng mày thôi. Cuộc đời tao, tao chưa được một cái nào sống cho tao hết á. Ba, có bằng chứng cho thấy là Phụng lén lút liên hệ lại một đầu mối ma túy tên là Hải. Và trước khi Thanh nhập viện thì Thanh thường xuyên làm việc và ngủ tại nhà của Phụng. Con nghĩ là Phụng đã chút thuốc Thanh. Rồi sau đó hình như Phụng với Hải xảy ra cự cãi gì đó, cả hai cùng bị mất tích luôn. Nhưng mà trong suốt quá trình đó thì Thanh đang hồi sức tại bệnh viện sau khi có kết quả dương tính với lại ma túy tổng hợp. Con cũng bớt vô dụng rồi đó. Ba, Thanh bị oan. Tìm thấy rồi hả? Cái nghiêm trọng nhất ở đây là một nữ nhân viên của Dynasty lại đi chung xe một thằng giang hồ. Không, nghiêm trọng nhất là có một người chết. Ai giết? Đứa còn sống giết. Vậy là thằng giang hồ giết. Giết xong bỏ trốn. Chuyện đó thì để công an điều tra đi. Giờ công an điều tra thì người ta đồn nát cái Dynasty này rồi. Nhà anh không có wifi hả? Yêu bông gì à? Một lần đầu bị scandal hả? Mấy lần trước á là scandal, còn lần này là khủng hoảng truyền thông lớn đó. Cái thằng đang mất tích mất xác là giang hồ cùng quê với Lý Thanh. Con nhỏ sốc thuốc là sếp cũ của Lý Thanh. Mà Lý Thanh thì mới dương tính với ma túy. Ủa mà Lý Thanh đâu ra? Nhân thân phức tạp như vậy mà vào Dynasty được, đúng là cái triều đại vừa chết mà vừa nát. Một khi đã có lửa thì chắc chắn sẽ có khói. Nếu như bây giờ mình tắt cái máy báo khói đi, ai mà biết được ở trong cái phòng này người nào là người hút thuốc, trừ phi có người tiết lộ ra ngoài. Cho nên bây giờ vậy, ai muốn làm cái người đó đó thì tự động bước ra ngoài đi ha. Còn nếu không á, muốn ở lại đây thì phải cùng với nhau mà nghĩ cách để thoát ra khỏi cái tình trạng này. Vậy thôi. Nhưng chúng ta muốn vượt qua chuyện này, chúng tôi cần biết sự thật về con nhỏ đó. Giữa Lý Thanh và chủ tịch là mối quan hệ gì? Đúng rồi đó, tại sao lại quen một người như vậy? Ở trên mạng đồn nó là con rơi con rớt của chủ tịch. Lộn. Vợ bé chứ. Lý Thanh là vợ tương lai của tôi. Vợ tương lai hả? Ừ. Cũng nhanh đó. Con cảm ơn ba. Nhưng mà... Con tên Thanh. Còn ba? Ba biết tại sao không? Bởi vì ngay từ đầu là ba đã chọn Thanh.
Mà con thì con luôn tin ba. Nghi vấn đây là một nhân sự cấp cao của công ty Vi Khúc thuộc tập đoàn Dynasty. Được biết khi xét nghiệm như anh yêu cầu, tôi đã giải quyết xong với truyền thông. Giá cổ phiếu cũng đang được điều chỉnh. Tất cả sự cố này đều quy về sự cố cá nhân. Tạm thời sống yên bả lặng. Với một đối tượng tên Hải, đối tượng này đang có tiền án tiền sự. Theo thông tin chúng tôi ghi nhận được, thi thể nữ trong vụ tai nạn xe đã xác nhận là Vũ Hoàng Phụng, là nhân sự cấp cao thuộc công ty con của tập đoàn Dynasty. Phía công ty đã khẳng định đây là mâu thuẫn cá nhân của nhân viên, không liên quan tới công ty và đối tượng tên Hải hiện đang lẩn trốn. Cơ quan chức năng hiện đang phát lệnh truy nã. Vụ án này có thể nói đang gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức liên quan tới vụ án này trong thời gian sớm nhất tới quý vị. Nghi vấn đây là một nhân sự cấp cao của công ty Vi Khúc thuộc tập đoàn Dynasty. Được biết khi xét nghiệm phát hiện chất kích thích có trong máu của nạn nhân. Liệu đây có phải là nguyên nhân dẫn đến tai nạn thương tâm này? Theo tìm hiểu trước khi phát hiện thi thể, nạn nhân có qua lại với một đối tượng tên Hải. Đối tượng này đang có tiền án tiền sự. Không. Thứ quý giá nhất trên đời không phải là thời gian đâu Thanh. Đợi tao. Tao sẽ cho mày biết thứ quý giá nhất ở trên đời là gì. Thôi đi. Anh lấy lại nhà hả? Không. Anh chiếm nhà của em. Đi tính. Vô. Vô. Thắng ơi. Nữa đi. Mình đến cuộc đời này để làm gì? Chắc là ai cũng từng tự hỏi như vậy đúng không? Tôi thì không. Con Lý Thanh này chưa từng thắc mắc. Tại sao xuất thân nghèo khổ? Tại sao không được như người ta? Thay vì than trách nó bằng mọi giá thì phải lao về phía trước. Cố gắng nó thành công. Không để tâm phía trước là gì. Vì nếu con Lý Thanh ngày xưa có thể sống đến bây giờ thì không còn điều gì có thể giết nó thêm lần nữa. Ngay bây giờ, tôi có tất cả và có luôn tình yêu.
chuyện gì vậy? Chúc mừng cho những gì em đang có. Đẹp quá à. Nhưng mà nếu mà như vậy phải tặng ngược lại cho anh chứ. Sao vậy? Bộ không thích hoa đó hả? Không phải. Anh mà tới không đúng lúc, lúc mà Hạ Trang đập đầu em, là bây giờ em đang ở chung chỗ chị Phụng rồi. Không sao không sao, chuyện qua rồi. Nhưng mà cái anh nói nhất ở đây á, là tới từng bây giờ Dương không thấy tung tích của Hải Trần. Nó đúng như lời anh nói, Hải Trần muốn giết em với chị Phụng. Em nghĩ nó không bỏ cuộc cho tới khi bị bắt đâu. Em sợ là... Em đừng lo. Hiện tại thì anh và đại phía công an đang phối hợp với nhau để truy tìm tung tích của Hải Trần. Mà định giấu ba anh chuyện này tới bao giờ? Cho tới khi tìm thấy tung tích của nó. Nhưng mà tạm thời á, em cứ để cho ba và cả chị giới tin là em đang ở trong bệnh viện suốt thời gian bị sốc thuốc. Tuyệt đối không liên quan đến Hải Trần và Phụng. Anh nghĩ như vậy sẽ tốt cho em hơn. Sao anh làm nhiều thứ cho em quá? Anh muốn bảo vệ em. Anh... yêu em. Đâu nữa? Em cứ nằm trong tay anh. Anh không bán đâu mà sợ. Em sợ thiệt á. Rồi, bây giờ nhắm mắt nha. Long ơi, anh đâu rồi? Long ơi, Long ơi. Em đồng ý làm vợ anh nha. Em đồng ý. Ba chúc mừng hai con. À không, cái này thì phải gọi là sao mới đúng á. Chúc mừng Long. Chúc mừng Long đã tìm được cho mình một người con gái giỏi giang, chịu khó. Yeah. Nhưng mà ba tin, ba tin là Thanh có khả năng còn có thêm nhiều, nhiều hơn như thế. Còn bây giờ mình nói đi thì mình nói lại ha. Thật ra thì Long cũng xuất sắc. Nhất là trong cái vị trí là hỗ trợ cho Thanh. Ba rất tự hào hai con. Dạ. Nào, nâng ly vì các con, nâng ly vì Dynasty. Mọi người cứ tự nhiên ha. Con cảm ơn ba. Con cảm ơn ba. Thanh nè. Dạ. Hôm nay là ngày đặc biệt của con. Ba có một món quà bất ngờ. Thanh bây giờ sướng quá ha.
Hèn chi lâu lắm rồi không thấy về thăm nhà. Trời, không có đâu. Từ lúc tao lên đây tới giờ á, cũng như chuyện xảy ra với tao lắm. Chắc phải kể cả đêm mới hết á. Nhìn hai đứa dễ thương quá trời. À, như vậy là quyết định của ba là đúng. Thấy chưa? Là cũng nhờ vào sự gợi ý của Long. Ờ, dạ. Tại vì mấy gì quan trọng như vậy, phải đủ hai bên gia đình chứ ba ha. Dạ, đúng rồi. Mày bây giờ là người thân duy nhất của tao mà. Thân thì không, thân sao mấy năm không liên lạc. Thì đã nói là tâm sự nguyên đêm rồi mà. Long. Dạ. À, có muốn ở lại đây nghe chuyện tâm sự của phụ nữ hồi với nhau hả? Dạ không ba. Anh với ba có chuyện phải đi trước. Hai em là tâm sự nha. Sương, nhớ lời chú dặn. Dạ. Chú dặn mày cái gì? Chú đó nói sao đi. Mà sao hôm nay mày lạ quá vậy? Sao tôi với mày ở đây? Chú với mày là cái gì? Chứ giữa mày với ổng là cái gì? Bỏ qua chuyện đó đi. Mày nói đêm nay mày phải kể cho tao nghe chuyện hết đêm mà. Thôi mệt quá. Nói thẳng đi, mày muốn bao nhiêu? Mày nói cái gì vậy Thanh? Trong đầu mày chỉ có tiền thôi hả? Ông Lộc ông chủ động tìm đến tao vì muốn tao xuất hiện trong đám cưới của mày. Nhưng bây giờ quan trọng là mày có muốn tao xuất hiện trong bữa đó hay không nè. Vậy thôi á hả? Tao không tin. Đám cưới gì quan trọng mà phải đi tìm mày? Đám cưới của mày mà Thanh. Mày nghĩ đứa nào cũng giống thằng Hải Trần hả? Nhất thằng Hải Trần ở đây. Thì ý tao là đâu phải đứa nào cũng tham tiền giống như nó. Mà nhắc mới nhớ, cái vụ thằng Hải Trần chết á, mày có hay không? Lần cuối cùng tao gặp nó là nó nói nó mới gặp mày á. Không có, tao không có gặp nó. Tao không biết gì hết. Tao nghe nói nó bị tai nạn chung với một bà trong Dynasty mà. Dynasty, mày nhìn coi, nhiều người lắm, sao tao biết hết được? Thôi, không nói chuyện đó nữa, thấy ghê quá à. Mà công nhận á, mày giỏi thiệt. Vô một công ty lớn còn được làm dâu hào môn nữa. Tao mệt quá, khuya lắm rồi. Tao không thời gian đứng nói chuyện với mày đâu. Mày về đi. Mày đuổi tao hả Thanh? Chưa, gì mới là đuổi nè. Như trong quý trước thì Thanh có đề xuất với mọi người một danh sách các startup tiềm năng mà Dynasty không nên bỏ qua. Tuy nhiên có một tin buồn, đó chính là một trong hai startup đó đã trở thành một cái startup unicorn của người ta rồi. Nhưng mà không sao, mình vẫn còn một cái tên còn lại. Đó chính là Tech for Food, một doanh nghiệp trẻ nghiên cứu về lĩnh vực bảo quản thực phẩm. Xuân Long, con hỗ trợ cho em Thanh tiếp cận với bên đó giúp cho bà. Ba ơi, ngân sách đầu tư của mình bao nhiêu là được ba ha? À, con phải qua đó trước mới được. Rồi ba phải có giấy tờ rồi con số cụ thể thì ba mới duyệt được nha con. Dạ. À, dạ. Ba ơi. Hả? Con muốn cảm ơn ba nữa. Con gặp lại Sương con vui lắm. Con tâm sự quá trời luôn á. Vậy thì tốt quá. À, có khi đám cưới con là con có được dấu phụ rồi đó. Dạ, dạ chắc không được đâu ba ơi. Con với Sương có nhiều chuyện khó nói lắm. Con cố giải thích mà Sương không có hiểu cho con. Nên thôi bây giờ tạm thời mình đừng làm phiền Sương nữa được không ba? Con không phải lo đâu. Rồi sẽ có cách
sớm thôi mà. Dạ, hiện tại Tech for Food đang trên đà phát triển rất là tốt. Có rất nhiều nhà đầu tư muốn cùng hợp tác với công ty của chúng em. Nhưng mà Folder chỉ muốn làm việc với công ty Dynasty. Hy vọng trong tương lai, Tech for Food của chúng em và Dynasty sẽ cùng nhau hợp tác và phát triển. Em ổn không? Em ổn không? Hay là bây giờ mình đi đâu cho thoải mái nha? Đi, nhưng mà em muốn đi một mình. Mày còn bạn thân gì đó? Mỗi lúc thù sao mà tao thấy tao càng ngày càng yếu đi á mày. Con Sương nó yếu lắm rồi. Đúng là nhân tài có khác ha. Trái thận của ông Lộc là của con Sương, con Thanh là đồ lừa đảo. Tại sao quá khứ nhất định không buông tha cho mình vậy? Là tự mày không buông tha cho mày. Quá khứ không có lỗi gì hết. Quá khứ không có lỗi? Chứ tao có lỗi hả? Tao làm gì sai? Mày có làm gì đúng đâu. Mày có làm gì đúng đâu. Mày có làm gì đúng đâu. Đi đi cho tao đi. Đi trả mày lại cho tao. Trả mày lại cho tao. Tại sao mày lại giết tao? Trả mày lại cho tao. Trả mày lại cho tao. Con buông ra. Anh buông ra. Mày muốn cướp hết của tao chứ gì? Ê Thanh, anh buông ra. Em bình tĩnh lại. Mọi chuyện như nghĩ đâu. Thằng nào đứt tay chân mong ra con đó. Thanh, buông ra. Vậy đi. Thanh, mày đừng có hiểu lầm mà Thanh. Buông ra. Vậy đi. Đi đi. Buông ra. Đi. Khốn nạn. Em điên đủ chưa? Nhiễm rồi điên nè anh. Sao bao nhiêu chuyện em cũng vậy? Sao bao nhiêu chuyện tôi vẫn là phụ nữ mà. Tôi vẫn biết ghen chứ. Ghen thì ghen cho đúng. Đừng có ghen khùng cái điên vậy nữa.
Về nhà thích đi. Không, mẹ thích được đúng không? Em kiểm tra điện thoại đi. Sương qua đây để báo cho mình tin mật là muốn Dynasty thu mua là Tech for Food. Nếu mình chậm chân á thì Tech for Food sẽ trở thành một unicorn của một thằng khác. Vậy chứ sao không liên lạc thẳng với em mà phải qua anh? Em chặn số người ta rồi. Mà anh hỏi thiệt, giữa em và Sương có chuyện gì? Chuyện phụ nữ thôi anh. Anh không hiểu đâu. Ok, chuyện phụ nữ. Nhưng mà từ nay về sau á, đừng bao giờ lôi chuyện phụ nữ với công việc nữa. Em xin lỗi mà. Quán hút thuốc từ bao giờ vậy? Em muốn anh hút hay là không hút? Thì tùy anh thôi à. Anh trả lời câu hỏi của em đi. Anh hút lâu rồi, chỉ là không hút trước mặt em thôi. Anh còn giấu em chuyện gì nữa không? Không phải giấu, mà là chưa đến thời điểm để anh tiết lộ. Chứ bây giờ mới đúng. Giờ nè em, bây giờ tụi mình là gia đình rồi mà sao em vẫn chưa tin anh vậy? Không phải muốn tin anh, em tin con Sương thôi. Kệ người ngoài đi, cái quan trọng ở đây á, làm sao để thâu tóm được Tech for Food. Thì ba chỉ định rồi, mình chỉ làm theo thôi. Nhưng mà ba chưa có việc ngân sách, anh thì anh không dám hối ba anh. Ủa? Sao ba lại chưa duyệt? Anh không biết nữa. Anh nghĩ chắc là ba không tin tưởng anh. Trời, ba không tin anh, chẳng lẽ ba tin em? Cả công ty đều biết. Em không biết hả? Ba không có gì đâu mà, anh đừng có nghĩ lung tung. Anh không nghĩ lung tung, anh chỉ lo công việc thôi. Anh thấy á, là Tech for Food là một công ty rất là tiềm năng. Anh không muốn nó trở thành một unicorn của một công ty khác. Mặt khác, ngoài ra đây cũng là dịp rất tốt để em thể hiện năng lực bản thân em. Từ lúc em vô công ty tới bây giờ chưa có để lại dấu ấn gì hết. Người ta xì xầm nói ra nó vô, anh thấy khó chịu lắm. Okay, so Swan, what do you think about all this? I think Dynasty is a world story among three investors approaching us. They helped us a little old to understand our vision. Also, their cash flow is so difficult to reach. Okay, so between the two investors we have left, we have Nico Lan, Sea King. What are your thoughts about that? For me, I think Nicolas is the best choice for us. It's a little disappointing to hear. Actually, I have a surprise for you, hopefully a good surprise. Yesterday, Dynasty messaged me and said that they would give us a 10% increase on our budget if we can process our payment immediately. That's something we're going to have to push through with, okay? Soon, did you hear what I said? Yeah, I'm okay. Okay, yeah. Good. Don't worry too much, okay? Everything's going to work out great, okay? Don't worry. Yeah. Chúc mừng cho sự hợp tác của chúng ta và mong rằng sự hợp tác này sẽ phát triển lớn hơn nữa. Yeah. Cheers, cheers. Cheers. Wonderful. Cứ tự nhiên nha. Tôi nghĩ là lần hợp tác này giúp công ty mình rất là nhiều quá. Ừ. Bà cũng nghĩ vậy.
Dạ con xin phép ạ. Cảm ơn Sương nha. Nghe nói là mày muốn làm việc với Nicolen hơn. Cũng nhờ ơn mày. Nhờ vậy á, ở bên công ty tao á, đầu tư nhanh hơn, nổ tiền nhanh hơn. Mà mày cũng thâm thiệt. Một mặt á, thì nói anh Long mua công ty mày nhanh lên. Một mặt thì nói sếp mày đừng có làm ăn với Dynasty nữa. Là mày muốn gì Sương? Mày muốn phá tao lắm phải không? Nếu mà tao muốn phá mày thì dễ lắm Thanh. Thằng Hải Chằng nó chết rồi, nhưng mà bằng chứng thì vẫn còn. Mà mày yên tâm đi, tao không đủ nhẫn tâm như mày đâu Thanh. Tao lớn lên với mày từ nhỏ mà. Nhìn mày có người cha tốt như vậy, tao mừng cho mày còn không hết. Thực ra ban đầu mới gặp lại, tao cũng định vặt mặt mày để trả thù. Mày trả thù xong rồi sao nữa? Trái thận cũng đâu có lấy lại được đâu. Mà tao cũng mất cả mày, người thân duy nhất của tao. Ủa, hai chị em bàn chuyện gì lâu vậy? Không có gì đâu anh. Anh Long, em muốn nói chuyện với Thanh một chút nữa. Ừ. Mày muốn gì? Hồi nãy mày nói tao xúi ông Long mua Take 4 Food hả? Tao cản ông không kịp, tao xúi ông làm gì? Vậy chứ hôm trước mày qua nhà tao đó làm gì? Em uống nước đi, Thanh sắp về rồi đó. Cảm ơn anh. Mà nhỏ hai đứa có gì vui không? Kể anh nghe đi. Cứ mỗi lần mà anh hỏi Thanh là Thanh cứ kiểu né né là sao á. Em mà là Thanh thì em cũng né nữa. Thời đi học của Thanh là mấy cái máy chơi game này nè. Hèn chi. Biết rồi, vậy là chắc là cúp cua chơi game đúng không? Thanh nó ham chơi lắm. Nó chỉ làm những thứ mà nó thích thôi à. Ủa mà hai đứa thân vậy sao mất liên lạc gì? Bộ Thanh nó không kể gì về em hết hả? Thôi, chuyện quá khứ bỏ qua đi. Em làm ở Tech 4 Food hay sao? Dạ không ổn anh. Em nói thiệt á, Dynasty không nên mua Tech 4 Food. Thực ra lần này gặp Thanh, em định kể cho Thanh chuyện này. Nhưng mà sẵn anh hỏi thì em nói luôn, Take 4 Food nó chỉ là cái vỏ thôi à. Anh chưa hiểu. Anh thấy thông tin số liệu về mức độ tăng trưởng của nó cũng rất tiềm năng mà ta. Những cái số liệu đó không đúng với thực tế đâu anh. Tất cả chỉ là chiêu trò thu hút nhà đầu tư thôi à. Ý của mày là Long nói dối tao toàn bộ câu chuyện hả? Mày nhớ chuyện Thạch Sanh Lý Thông không? Nếu như triều đình không ra lệnh, một năm phải nộp một mạng người cho Trần Tinh, thì Lý Thông có lừa Thạch Sanh không? Anh, sao hôm trước là buổi lễ cầu hôn có Sương xuất hiện vậy? Sao em hỏi vậy? Bộ Sương nói gì với em hả? Nói nhiều lắm. Nói hết rồi. Nói hết rồi giờ hỏi anh chi nữa? Ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình mà.
Nhưng mà trong câu chuyện của anh thì em mới là nạn nhân đó bé. Vậy chứ ai là thủ phạm? Anh. Người nghèo đi học để có kiến thức, còn tụi anh đi học là để có quan hệ. Vào đời của Tech for Food là người của anh hả? Ngoài cái vỏ bọc rỗng ruột đó ra, nó còn xây cho anh rất nhiều những cái vỏ bọc khác nữa. Vì sao phải làm như vậy? Vì sao hả? Em nghi thơ quá Thanh. Em đúng là một nạn nhân hoàn hảo luôn đó. Anh trả lời câu hỏi đi Long à. Từ từ. Vậy nè, nếu như em có một món ăn ngon, em muốn kiếm tiền thì em chỉ có thể bán món ăn đó thôi, đúng không? Đó là tư duy của một thằng đầu bếp. Còn đối với anh á, là anh sẽ bán luôn cả một cái nhà hàng. Cho dù là món ăn của nhà hàng đó có thể không ngon, chỉ cần trông có vẻ ngon là được. Tức là cái nhà hàng nó rỗng ruột. Thì đúng rồi. Anh đâu bán cho thực khách đâu. Anh bán những đứa tham lam mà. Mấy đứa tham lam đó là anh đó. Chính xác. Còn ai nữa? Nhưng mà Dynasty là gia đình của anh mà. Dynasty là gia đình của em, không phải của anh. Em bớt giả ngu đi Thanh. Đối với ổng á, chỉ có mình em là gia đình thôi. Còn anh là con chó theo đuôi nè. Anh nói khùng điên cái gì vậy? Em làm được gì cho ổng? Ngoài gì cho ổng chết hận. Còn anh á, anh bán mạng cho ổng. Mà chết hận đó đâu phải của em. Chà chà. Anh lỡ đó bí mật của em rồi. Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi. Anh sai rồi Thanh. Anh sai rồi. Anh sai là phải sửa chứ đúng không? Hay là em sửa giùm anh nha. Mày muốn cái gì hả Long? Tao muốn mày vậy nè. Tao muốn mày trở thành của Thanh Trường Gà ngày xưa đó. Giỡn thôi. Dù gì em là vợ anh mà. Anh đâu thể nào mà để vợ anh vậy được đúng không? Em còn là giám đốc đầu tư của Dynasty nữa. Dưới một người mà trên vạn người, nắm trong tay dòng tiền cách trăm triệu luôn. Để người ta biết quá khứ Thanh Trường Gà thì đâu có được, đúng không? Mày hù tao thằng chó. Một mình ông Lộc coi tao là chó đủ rồi Thanh. Từ lúc này phải là chó cho tao rồi. Chị ơi, bên thanh tra đang điều tra sổ sách của Tech for Food đó. Chị biết rồi. Dạ chị ơi. Chị nói chị biết rồi. Bên thanh tra đã muốn gặp chị.
rửa tiền. Chắc chắn rửa tiền luôn. Bên Dynasty này mọi người lạ chứ tôi lạ cái gì. Toàn mở những cái công ty con rồi sau đấy là trốn thuế rửa tiền thôi. Này, sản phẩm tôi thấy chả có cái gì mà cổ phiếu cứ tăng ầm ầm là tôi đã nghi rồi. Đó, bây giờ sắp sập hầm đến nơi rồi, thấy trái phiếu đang giảm rồi đó. Các bà ơi, rút tiền ra đi, rút ra đi, không có chết đó. Ngân hàng sắp xiết nợ nơi rồi. Mọi người ơi, mọi người thấy chưa? Hiện tại người dân đang rất là bức xúc và tới đây để nằm đòi tiền nè. Trời ơi, thật ra là tôi biết trước có ngày hôm nay rồi. Tại sao? Là tại vì á, cái Dynasty này toàn là những mua cái công ty con mà gọi là công ty trống rỗng, xong cái đầu báo lỗ, rồi trốn thuế. Đây nè, thấy chưa? Có xe nè, có nhà nè. Tại sao không bán cho mà trả nợ cho người ta đi? Xin quý vị bình tĩnh. Thưa với các nhà đầu tư, xin các nhà đầu tư hãy yên tâm. Điều mà chúng tôi cần bây giờ là sự thông cảm từ các nhà đầu tư. Dynasty xin cam kết chúng tôi sẽ thanh toán hoàn toàn đầy đủ cả gốc và lãi số trái phiếu mà quý vị đã đầu tư. Chỉ có điều là cho chúng tôi thêm một khoảng thời gian để chúng tôi khắc phục cái tình trạng khó khăn này. Xin cái mẹ vậy, đã 6 tháng rồi, còn chờ bao lâu nữa? Đợi những lúc phá sản á, các nhà đầu tư á chết chung với tụi mày hay sao? Mã cổ phiếu của tập đoàn Dynasty đã nằm sàn 10 phiên liên tiếp. Và theo như nhiều nguồn tin tôi được biết thì tập đoàn Dynasty đang cạn dòng tiền. Và khả năng phục hồi của mã cổ phiếu này là một điều hy hữu. Được biết, ông chủ tịch tập đoàn Dynasty Trần Xuân Lộc đã bán ra 3 triệu cổ phiếu, tương đương với 70% số cổ phiếu mà ông đã từng sở hữu, nhằm đem nguồn tiền này về để trả công nợ số trái phiếu sắp đến hạn. Đây là tiền lệ chưa từng xảy ra trên thương trường. Và với số cổ phiếu mà hiện tại ông còn á, thì tôi nghĩ rằng ông sắp mất quyền điều hành của tập đoàn. Cũng trong thời gian này, có một cá nhân đã bắt đáy số cổ phiếu tự do ngoài thị trường. Tại sao người này lại có thể đầu tư vào một mã cổ phiếu đầy rủi ro và nhiều biến động như vậy? Dynasty đang cạn cái dòng tiền. Bây giờ phải làm sao giải quyết cái trái phiếu tới đây? Sắp tới không biết có tiền trả lương nhân viên không chứ đó mà trái phiếu. Lúc đó nhân viên mà đình công á, thì đồng thời tất cả các nhà hàng đều đóng cửa. Mà nhà hàng của mình đóng cửa thì bích cửa với ngân hàng luôn. Đúng rồi, nợ cũ nhiều quá. Gấp 3-4 lần giá trị công ty mà ai dám cho vay? Anh ta nói đúng mà. Thực tế nó là như vậy. Cho nên mới có cái cuộc họp hôm nay ở đây. Thuở đời có ai đi chữa cháy mà cứ đứng đó mà la lên lửa kìa như mọi người đang làm ở đây không? Bây giờ phải chia nhau đi tìm nước đi chứ. Thiệt ra công ty mình có nhiều nước lắm á. Mà thay vì đem đi chữa cháy, chú lấy cho người ta rửa mặt hết trơn rồi. Mát mặt không thành. Tiền trong quỹ đầu tư rửa cả đời không hết. Ông hơi quá lời rồi đó. Thử với dự án này có lời, ông có lấy phần không? Thôi, đủ rồi. Cuộc họp ngưng ở đây được rồi đó. Ngưng chứ không phải là kết thúc nha chú. Thôi, được rồi. Anh nói cũng đúng mà em. Thôi mà chị.
Ba ơi, con xin lỗi. Alo, alo. Chị Mai hả? Dạ, Xuân Lộc đây chị, Xuân Lộc đây chị. Dạ. Alo. Alo. Sơn phải không anh Sơn? Hay quá. Dạ, dạ. Dạ, đúng rồi, dạ. Xuân Lộc đi em, Xuân Lộc đi. Dạ. Chắc là anh cũng biết cái chuyện bên tôi. Alo, alo. Alo. Con sao vậy? Tay con làm sao vậy? Nói thiệt cho ba nghe đi. Hai đứa con đã có chuyện gì với nhau? Hả? Anh Long. Anh Long. Sao? Anh... Thank you so much. Hello. Nghe nói là ba đang cần nước dập lửa hả? Có mang nước tới nè. Đây là... Father của Tech for Food. Hi, so happy to meet you. Sorry. Okay. Đây không phải là nước, Long. Dường như là con định châm thêm dầu vào lửa đúng không? Cuối cùng ba cũng biết. Mà có hơi trễ không ta? Bởi vì bây giờ bạn con chỉ còn 8% nữa thôi là trở thành cổ đông lớn nhất của Dynasty rồi. Nhưng bây giờ bây giờ dốc ký giùm. Cái gì đây? Mày làm gì vậy? Nè, mày! Tao là cũng Dynasty đó! Mày đã phá Dynasty rồi con! Chính mày lập ra Tech for Food! Nhưng chính mày kêu tao mua Tech for Food bằng đống tiền lậu mày lùi lên quỹ đầu tư! Sao anh khốn nạn gì lâu? So sorry. Đúng rồi đó. Nhưng mà cũng thiếu. Cũng chính tôi là người tố cáo Dynasty rửa tiền với trốn thuế. À mà thật ra là tôi không có phá Dynasty. Cái tôi phá là ông mày, là mày.
mày. Ba, 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 ba. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh và làm rõ tin đồn ông Trần Xuân Lộc từng liên quan. Cô nhìn cái gì? Lo về nhà mà chuẩn bị đi. Ngày mai cô phải thay mặt tôi làm đại cổ đông của Dynasty đó. Cái tập đoàn bự bự đó bị thanh tra. Chưa hết đâu, phim còn nhiều cái ly kỳ hấp dẫn lắm. Tụi bay từ từ đón coi. Nuốt người ta, bây giờ bị người ta nuốt là ai? Vừa ta lắm. Tôi có hai vấn đề muốn nói với ông. Sao lại là hai? Vấn đề thứ nhất, thận của ông và Xuân Long không tương thích với nhau. Vấn đề thứ hai, ông và Xuân Long không có quan hệ huyết thống với nhau. Điều đó là sự thật. Nếu như con đồng ý, cho phép chú được nhận con làm con nuôi. Có khi bây giờ anh lại hiểu chú còn hơn là thằng Long rồi nghe. Con không muốn đứng sau lưng ai hết. Ghẹt cả với bà. Nếu như mà chú biết chuyện này á, chắc chú sốc tới chết mất. Trái thận của ông Long là của con Sương. Sương là ai? Chào sếp. Quên nữa. Chào đại cổ đông mới của Dynasty. Đứng đần mặt ra làm gì? Vỗ tay. Mời sếp. Ê, có gì phải bình tĩnh nha. Mày buông tao ra coi. Cái đồ phản phúc, chú Lộc tốt như vậy mà mày đâm sau lưng ổng. Thả tao ra coi. Ê, làm gì vậy? Có vậy đâu, lôi ra. Cái gì? Làm gì vậy? Quậy hả? Chắc là nhân viên mới rồi. Xin lỗi sếp. Mời sếp. Miss Tan, thank you so much for everything you have done. Now, I have a gift for you. Hello everyone, and thank you all so much for your continued support.
I'd like to give a special thank you to Miss Tan, who has continued to give her support and has helped me become the largest shareholder of Dynasty. Once again, I want to give a special thank you to you, Miss Tan. Tránh ra tao ra. Dữ vậy sao? Dì ơi, đi đâu vậy? Mày muốn tao phải điên theo mày, mày mới chịu hả? Không, em phải tỉnh táo chứ, để thấy chồng của em trở thành một đứa con ngoan, đúng không? Đồ phản phúc, đồ bất hiếu. Đủ rồi Long à, hết phim được rồi. Tao đang cầm trong tay bằng chứng, mày đứng đằng sau giật dây hại ba mày nè. Bằng chứng, ghi âm luôn. Wow, năm bao nhiêu rồi? Mày có thấy mày bị cũ không Thanh? Bây giờ mày tố tao thì tao sẽ trở thành tội phạm kinh tế. Nhưng mày là tội giết người đó. Ờ quên nữa, tao nói mày nghe là tao có bằng chứng mày giết con Phụng và thằng Hải chưa ta? Mày dám! Đây nè, mời. Vợ à, giận quá mất khôn đó. Ừ. Em có khôn mà mất. Mày sao rồi? Tao ok. Có chuyện gì không? Xuân Long có nhà không? Sao vậy? Bất ngờ chưa bà già? Chàng tin mà, đâu có dễ chết như vậy. Báo đài đã tin mày chết rồi mà. Đưa tin là mất tích thôi, mà bộ mất tích là phải chết hả chị hai? Nhưng mà sao mà cái nết của mày sồn sồn hồi đó giờ luôn. Bữa đó sau khi bị mày dến mấy cái vô đầu, má tao đi cảnh luôn á. Biết cảnh gì không? Cảnh đi đầu thai. Đang cầm chén cháo của mạnh bà vậy nè, tao nghe tiếng đứa nào la quá trời la, giật mình tỉnh dậy thì ra đó là tiếng của con Phụng. Tao còn tưởng mày đang xử nó nữa. Nhưng ai mà có về, mày nằm một đống. Còn người xử nó, mày biết ai không? Ai? Là Xuân Long, chồng của mày.
Nhưng mà vì sao Long lại muốn giết Phụng? Cái đó tao không biết, nhưng cũng không quan trọng. Quan trọng là tại sao nó có mặt ở đó. Đối xử với Phụng như vậy. Tại sao? Bởi vì Phụng giữ bí mật dở quá nên Long phải giữ giùm Phụng. Nhờ Long đã bám theo tao suốt thời gian đó. Long đứng nhìn mọi chuyện xảy ra, xong rồi xuất hiện như một người hùng vậy. Nhưng mà tại sao Long phải làm như vậy? Long yêu mày mà, còn cầu hôn mày nữa mà. Mày đừng có ngây thơ gì nữa Sương à. Từ khi đem tao lên đây, nó đã có kế hoạch rồi. Kế hoạch gì? Mượn tay tao hại ba nó chứ gì nữa. Mà Hải, mày hay thiệt luôn á. Long cho người đi tìm mày ba lâu nay luôn á. Long luôn sợ ngày hôm nay. Tao biết mà. Đám có tiền tụi nó đáng sợ lắm. Một khi nó đã muốn mình chết thì mình chỉ có cách trốn chui trốn nhủi, may ra còn đường sống. Nhờ sao mày? Tao thử up cái clip này đã. Kiếm mày hơi lâu đó Hải. Lý Thông là con chằn tụi bay sống cũng lâu so với dự kiến của tao. Nó lấy con mày trả thần mà mày còn bảo vệ nó hả? Trong khi tao là người đưa lên Sài Gòn để báo thù, mày hùa với nó cắn tao. Mày biết việc đúng sai không hả? Đồ ngu. Vợ à, anh chỉ cần em im lặng thôi mà. Bộ khó lắm hả? Hay là bây giờ anh cho em im lặng mãi mãi nha. Vũng Tàu. Mày Vũng Tàu hả? Sao mấy đứa nhà nghèo như mày thích hại mỗi ân nhân vậy? Hả? Còn ơ mấy thằng nghe giàu tụi mày đi hại ba mình. Hồi nãy mày vừa nói cái gì? Hả? Tao hết cũ rồi đó Long. Mày mới hả? Mày hết tủ. Hết tủ hả?
mày làm cái gì nữa vậy? Thanh, tao, tao có cái này mới nữa này Long à. Mày. Đâu? Giết người đi đâu? Tao đâu có như vậy mà Thanh ơi, Thanh. Thiếu gia tập đoàn Dynasty Trần Xuân Long bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan vụ án giết người. Ngoài nghi án kể trên, Trần Xuân Long còn liên quan đến nhiều tội danh về kinh tế như rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý gây thương tích. Cái gì vậy má? Dọn xong chưa? Xong rồi nè. Xong rồi qua đây dọn phụ tao coi. Đứng nó nữa. Sau bao nhiêu chuyện mày không giận tao thì có Sương? Cái gì nữa? Bây giờ muốn tao giận phải không? Tao giận cho mày vui. Tự dọn đi con quỷ. Bỏ hết thiệt đó hả? Bao nhiêu thời gian công sức của mày mà. Tiếc chứ mày. Nhưng mà con gà thì mãi là con gà. Sao mà thành con công con phượng được. Bây giờ mày tính sao? Thì chắc về canh giường gà lại. Mày khùng hết. Nhỏ này. Mà nói thiệt nha, nếu tao mà làm con gà, tao phải làm con gà đá. Chứ mà làm gà mái như mày á, là chỉ có đợi bị luộc thôi. Ờ, đúng rồi. Luộc lên lấy bộ đồ lòng rồi đó. Giờ sao, muốn tính chuyện cũ hả? Ừ. Dạ, con nghe ạ. Sao? Con có muốn nói cái gì với ba không? Dạ không ba. Ba gọi con qua mà. Vậy con có biết tại sao không? Dạ không. Cái tờ đơn xin từ chức của con á, ba không duyệt. Con mệt mỏi lắm rồi ba. Ba cho phép con được về quê nha. Con nè, kể từ cái ngày mà con gây nên mọi chuyện đó, lúc đó căng thẳng hơn bây giờ nhiều. Vậy mà đâu có thấy con than mệt. Rồi bây giờ mọi chuyện nó qua hết rồi, con lại mệt. Là sao? Dạ đúng. Ngày mà Long bị bắt, con cũng tưởng mọi chuyện kết thúc rồi. Nhưng mà hình như mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Con vừa mới nói đến hai chữ hình như. Hình như có nghĩa là con mới phỏng đoán thôi. Mà đã là phỏng đoán thì chưa có chính xác, chưa phải là sự thật. Tại vì con chưa nắm bằng chứng trong tay thôi ba. Nhưng mà con bỏ hết nhân chứng, bằng chứng, nó không còn quan trọng nữa rồi. Nó không quan trọng với con, nhưng với ba có. Con muốn biết tại sao không con gái? Là bởi vì con đã đưa một bằng chứng của ba vô tù rồi. Cho nên bây giờ
bà cần có bằng chứng mới. Ngày em cất tiếng khóc, có đâu ai ngờ những ước mong khát khao em tràn chợt như cơn gió đông. Dòng đời như nước cuốn trốn luôn yên ả nơi suối tuông, biết nơi đâu là nơi em muốn bước qua. Phải chăng số phận vẽ cuộc đời này sóng gió, hay bởi vì em luôn mang mong ước to. Nhìn về quá khứ ở đó, em chẳng mong mình ở đó. Đến lúc em dừng thì cuộc đời chẳng ai cho, càng bước càng đưa đôi chân em sát biết mơ như giấc mơ dài. Liệu em có muốn quay lại? Phải chăng số phận vẽ cuộc đời này sóng gió, hay bởi vì em mong ước to. Nhìn về quá khứ ở đó, em chẳng mong mình ở đó. Lúc em dừng thì cuộc đời chẳng ai cho.